1840 Indian trọng sinh tưởng bất tưởng cật tây qua trọng sinh 1840, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Năm 1840, hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Trung Tây Bộ, trên một lãnh thổ không bị khống chế. Có chút phập phòng vùng quê bên trên, ghim mấy chục cái viên trùy hình ra bò lều vải, đây là bình nguyên người Anh Điêng thường thấy nhất một loại ngôi nhà, được gọi làm sách gia chỉ bất quá, nơi này người anh, điêng cũng không có hưởng thụ chủ nhân ở nhà an nhàn, mà là thành tựu thi thể, bị mười mấy tay cầm súng có khương tiến người da trắng phái nam kiểm kê số lượng. Máu tươi nhiễm đỏ chung quanh đất đai. Chúng ta phát tài, ha ha, những thứ này người Apache ra đầu trị giá 2.000 USD trở lên. Ta cảm thấy ít nhất có 3.000 đô la thưởng vàng, đừng quên mấy cái này trưởng thành người đàn ông, đầu bọn họ ra giá trị 100 đô la. Nhà đúng rồi, còn có bọn họ trong danh trại gia lông, cũng có thể bán không thiếu tiền. Ở trong một đoạn thời gian rất dài, Mỹ châu đều có thực dân người tránh phủ nhằm vào người Anh, điêng ban bố treo giải thưởng, treo giải thưởng thường thường, thường lấy cắt đi ra đầu làm chứng thưởng vàng giá cả bởi vì thời kỳ, địa khu mà dị, nhưng vậy không rẻ. Ví dụ như phụ nữ và trẻ con ra đầu thưởng vàng 50 đô la, trưởng thành phái nam ra đầu 100 đô la. Ở thời đại này, người Mỹ còn lấy nông nghiệp làm chủ, đa số người tháng thu vào chỉ có 15 đô la cỡ đó, cái này đủ để gọi là trọng thưởng. Dĩ nhiên, muốn cầm cái này thưởng vàng cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là đối mặt vẫn là Apache tộc cái loại này hiếu chiến người anh điêng, cầm mình nhập vào cũng là thường có. Một số lớn thưởng vàng, chúng ta có thể thật tốt tốt uống một ly. Các người da trắng một bên nghị luận, một bên mặt lộ được mùa vậy nụ cười, rồi sau đó dối rít rút ra đao, bắt đầu thu hoạch bọn họ chiến lợi phẩm, ra đầu. Cảm ơn Thượng Đế ngay trong bọn họ không thiếu tín đồ trung thành, lập tức theo thói quen khấn cầu. Mấy chục cái Apache tộc người Anh điêng ra đầu, mặc dù lấy phụ nữ và trẻ con chiếm đa số, nhưng cũng có thể để cho cơ hồ mỗi cái người cũng phân đến tương đương với một năm thu vào thưởng vàng. Tín đồ ngoan đạo trong lòng chỉ có cảm ơn. Xít, một cái trẻ tuổi người da trắng bỗng nhiên mắng, nhưng là đang cắt người Anh điêng ra đầu lúc không cẩn thận tổn thương tay mình, căm tức không thôi thế nào, ngươi không phải nói ngươi trước kia đã làm việc này sao, trên mặt người tuổi trẻ thoáng qua mấy phần vẻ lúng túng, quay đầu trả lời. Tới đây giúp ta một chút đi, con nơ, tay ta bị thương. Con nơ dâu ria xồm xoàm, lôi thôi lách thách nhưng rõ ràng cho thấy cái lão luyện, trong tay sách hai tấm nguyên vẹn ra đầu tóc, trên y phục lại không có một chút vết máu. Hắn cười một tiếng, đi tới coi được, vừa nói, con nơ liền giơ tay lên đem dao găm đâm vào người anh điêng thi thể cái ót chỗ, ngay sau đó tựa như chỉ là quơ trái phải một cái cổ tay, liền chỉnh tề cắt một vòng chỗ rách đi ra. Sau đó hắn khắc tay bắt thi thể đỉnh đầu ra tóc, dùng sức mãnh quăng, chỉ nghe một tiếng lụa rách máu tươi đầm đìa ra đầu liền bị xé xuống. Như thế nào, học biết liền sao? người tuổi trẻ không trả lời, mà là nhướng mày một cái, tựa như phát hiện thứ gì, trực câu câu nhìn chằm chằm người anh điêng doanh chạy nơi danh giới một cái hình cái khoan lều vải. Ngay tại lúc này, một cái trên người trần chuồng, tóc đen, da vàng thân ảnh gầy nhỏ từ trong lều chợt thoát ra, liều mạng đi xa xa chạy đi, hắn nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi. Một cái đứa nhỏ, hoặc là nói, 50 đô la à, cái này còn có một cá lọt lưới, con nơ cái đầu tiên làm ra phản ứng, lúc này buông xuống trong tay ra đầu, nhặt lên nòng súng có khương tiến liền đuổi theo. Bất quá đây là có người nói. Con nơ, đừng để ý hắn, cái này thị tộc Apache chiến sĩ tự hồ lập tức sắp trở lại, ta muốn chúng ta được mau sớm rút lui, một cái đứa nhỏ mà thôi, rất nhanh liền tốt. Con nơ lời nói xa dần. Apache chàng trai cách được khá xa, chạy được cũng là 10 phần liều mạng, nhưng hiển nhiên không thể nào chạy qua một cái người trưởng thành, không lâu lắm liền bị Connor truy đuổi gần. Theo khoảng cách rút ngắn, Connor giơ lên trong tay nòng súng có khương tuyến, bóp cỏ, ầm. Nòng súng có khương tuyến, hoặc là nói tuyến súng hỏa mai, mặc dù bởi vì lắp đạn tốc độ so chậm mà bị một số người lên án, nhưng bằng trong nòng súng đường khương tuyến hắn bắn tinh độ so với súng không nòng xoắn thân nhau được hơn. Cái này một phát súng chính giữa Indian chàng trai sau lưng, yếu ớt thân thể lúc này liền bị đạn chỉ đánh xuyên, máu tươi tung tóe Đứa nhỏ kêu thảm một tiếng, chợt ngã xuống đất. Connor không có lập tức đi thu hoạch ra đầu, mà là từ nhiều năm dưỡng thành thói quen tốt trước vì mình nòng súng có khương tuyến bổ sung đạn dược trước đem 3,9 gam thuốc nổ rót vào họng súng, lại đem tấm giấy dầu chặn túi đạn trì vậy nhét vào, sau đó từ sau lưng lấy tới một cái tiểu mộc trùy và thông cái. Đem viên đạn gõ vào nòng súng cũng thọt đến thang để đe thực. Làm liền một mạch nghiêm chỉnh huấn luyện. Trước sau hắn chỉ dùng hơn nửa tiếng, đúng vậy, hơn nửa tiếng, cái tốc độ này đã đủ để cho hắn trở thành một tên binh lính hợp cách mỗi lần nhanh chóng hoàn thành lắp đạn sau đó con nơ cũng không khỏi hơi thở ra một hơi cái này cho hắn cảm giác an toàn trên thực tế cái thói quen này không chỉ một lần đã cứu tính mạng hắn đối với hắn mà nói cái này giống như là thượng đế che chở làm xong những thứ này, bảo đảm mình hiện tại liền có thể bắn ra một phát đạn, hắn mới đi đến đã ngã xuống đất Apache chàng trai bên người, lần nữa lấy ra dao găm, cúi người chuẩn bị cắt lấy ra đầu. Nhưng mà mới vừa một cúi người, hắn cũng không khỏi sững sốt, khó có thể tin nhìn Apache cậu con trai sau lưng, nơi đó vết thương đạn bắn lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cái này, con nơ dùng sức nháy mắt một cái, định xua tan hắn cho là ảo giác, nhưng tiếc nuối phải, cái này không phải là ảo giác. Apache chàng trai trên lưng vết thương vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng khép lại, thịt mầm xem con run vậy ngoạ nguậy, rồi sau đó ngưng tụ, di hợp. Chốc lát tới giữa, đạn chỉ tạo thành đáng sợ vết thương liền khép lại xong, chỉ chưa có một ít thiển sắc dấu vết, đó là tân sinh màu da. Quá quỷ dị, cái này ngắn ngủi trong thời gian con nơ thế giới tinh thần được trước đó chưa từng có đánh vào hắn làm qua thợ săn trải qua chiến trường gặp qua rất nhiều càng máu tanh cảnh tượng nhưng bất luận là đồng bạn tung tóe óc vẫn là kẻ địch rơi xuống ruột đều không từng để cho hắn cảm thụ qua lúc này sợ hãi ông trời đây là cái gì ngay sau đó đáng sợ hơn chuyện xảy ra vết thương căn bản khép lại sau đó, Apache chàng trai như không có chuyện gì xảy ra bò dậy, một bên mờ mịt nhìn chung quanh, một bên lầm bầm lầm bầm cái gì, không coi ai ra gì. Connor không hiểu người Apache ngôn ngữ, nhưng hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải người Apache ngôn ngữ, càng không phải là tiếng Anh. Trên thực tế, đừng bảo là hắn, vào lúc này Bắc Mỹ trên đại lục có thể phân biệt ra được đây là cái gì ngôn ngữ người sợ là trong trăm không một. Đây là tới từ một cái khác bán cầu ngôn ngữ Trung văn. Vừa nói tiếng Trung, dĩ nhiên là một cái người Trung Quốc linh hồn. Trước khi chết ảo giác lâu như vậy, Mã Tiếu một mặt nghi ngờ, hắn đầu óc có chút hỗn độn, nhưng tựa hồ ở dần dần thanh tỉnh. Hắn đến từ thế kỷ 21 Trung Quốc, là một vị trẻ tuổi thầy giáo trung học vật lý. Mã Tiếu nhận vì mình đã qua đời, ít nhất là đang qua đời, bệnh qua đời, đang lúc hấp hối hắn thậm chí nghe được tâm điện đồ san bằng tiếng tít tít. Ốc có thể còn chưa có chết thấu, có một ít ảo giác rất bình thường. Nhưng cái này ảo giác tựa hồ quá khá dài chút, hắn cảm giác ít nhất có 10 phút. Hơn nửa ý thức tại sao dường như còn càng ngày càng thanh tỉnh. Người bình thường sau khi chết cũng là thế này phải không? À, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một tiếng lại sợ vừa giận quát ngắn đem mã tiếu hù được giật mình một cái đột nhiên liền khôi phục bảy tám phần thanh tỉnh bất quá hắn không có kịp thời động tác cơ hồ cùng trong nháy mắt một cây dao găm liền cắm vào hắn thiên linh cái chân thật đau đớn để cho hắn ý thức được khả năng này không là ảo giác ngoại hạng phải, trừ không hề coi là đau đớn kịch liệt ra, mình lại có thể chuyện gì cũng không có, hắn cảm giác trên người mình tựa hồ có cái bắp cái gì. Đưa đến vết thương tựa hồ ở vào một loại cực nhanh khép lại bên trong, tương đương với một loại tạm thời luôn vô địch trạng thái. Cứ như vậy thiên linh cái cắm một cây dao găm, hắn xoay người, ngay sau đó liền thấy một cái người trung niên da trắng nam tử. Người này mặc hình dáng cũ kỹ kiểu Tây Phương Phục Trang, phảng phất từ nước Mỹ phim ảnh cũ bên trong truyền kiếp tới vậy. Bên cạnh còn có một cái chí ít đào thải 100 năm trước súng hỏa mai rớt xuống đất. Tên này đã bị mã tiếu dáng vẻ hù tê liệt. Ngươi, ngươi, ác ma, ác ma, con nơ thanh âm run rẩy lời nói không có mạch lạc, đổ xuống đất định về phía sau leo đi, nhưng đi đứng nhưng không thế nào nghe sai khiến không có biện pháp, cảnh tượng trước mắt chân thực quá mức sợ hãi, một cái đầu trên cắm đau người lại bình yên vô sự đứng ở trước người hắn. Nước Mỹ tôn giáo nếp sống đậm đà, nhất là ở niên đại này, tuyệt đại đa số người coi như không phải tín đồ, đối với tôn giáo vậy nhất định có kính sợ. Vì vậy, con nơ tự nhiên liên tưởng đến ác ma, hơn nữa trừ ác ma ra, hắn vậy không nghĩ ra khác giải thích. Mã Tiếu thật ra thì vậy hoảng được một nhóm, hắn hoàn toàn bị trước mắt tình huống làm bối rối, nhất là mình trên thiên linh cái cây trùy thủ này. Bất quá trực giác nói cho hắn, loại sinh vật này học vô địch trạng thái không hề sẽ kéo dài bao lâu, hắn phải mau sớm nhổ hết dao gam. Hắn mơ hồ cảm giác được duy trì loại trạng thái này năng lượng không biết đang từ mình trong cơ thể dần dần rút đi, một khi điều này có thể đo xong toàn tiêu lui, mình lập tức cũng sẽ bị chết cứ việc hắn mới vừa chết qua một lần mã tiếu lúc này cắn răng một cái toại hai tay dùng sức đem cắm ở đỉnh đầu mình dao găm rút xuống tình cảnh này con nơ tự nhiên hơn nữa kinh hoàng nhưng sợ hãi của hắn tựa hồ đã vượt qua đỉnh trị giá chuyển mới bắt đầu có chút chấn định lại ở thở hào hển bên trong hắn ánh mắt chú ý tới cách đó không xa trên đất nòng súng có khương tuyến coi như trước mắt cái này indian tiểu tử bị ác ma phụ thân mình cũng không thể chỉ như vậy ngồi chờ chết trong súng đã vừa mới đựng tốt đạn dược tùy thời có thể bắn một súng con nơ gồ lên trước đó chưa từng có dũng khí khắc phục thân thể sụi lơ từ dưới đất bò dậy mãnh hổ vồ mồi tựa như nhào về phía mình nòng súng có khương tuyến Mã Tiếu thấy vậy, không đạt tới suy nghĩ nhiều, cũng vội vàng đánh về phía nòng súng có khương tuyến, đồng thời đem mới từ trên đầu mình rút ra dao găm ném về phía con nơ. À, con nơ trong bả vai đau, mặc dù tổn thương được không sâu, nhưng lại không khỏi kêu thảm một tiếng, chậm một bước, ngay sau đó nòng súng có khương tuyến liền bị ngựa thiệu sao ở trong tay. Nhìn dơ súng nhắm mình mã tiếu, con nơ hoảng hốt há miệng một cái. Ngươi! không phải ác ma, ác ma tựa hồ hẳn không biết dùng súng chứ. Mã tiếu tại anh văn không tính là xuất sắc, nói chính xác là rất kém cỏi, nhưng những lời này hắn nghe hiểu. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng, nhưng không nghi ngờ chút nào, trước mắt cái này người da trắng là muốn đưa mình vào tử địa, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Phác gạch dưới yêu, m gạch dưới gót. Mã Tiếu dùng kém chất lượng tiếng Anh hồi oán hận liền câu, vừa nói liền bóp cỏ, ầm, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. 1840 Indian trọng sinh tưởng bất tưởng cật tây qua Mã Tiếu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nhìn trên đất bị bể đầu người da trắng thi thể, Mã Tiếu đặt mông ngồi xuống, chủ yếu là bởi vì mở lực súng đàn hồi hắn kiếp trước là một cái giáo viên trung học máu tanh nhất tàn bạo trải qua cũng chính là khi còn bé ở nông thôn từng giết gà bóp cò giết người dĩ nhiên là không có kinh nghiệm hơn nữa thân thể này còn tấm bé một thương xuống hơi có chút thân tim mỏi mệt cảm giác xem ra đứa nhỏ còn chưa muốn đánh súng tương đối khá hắn sâu hô ít mấy hơi bình phục tâm trạng một bên sờ một cái đỉnh đầu đỉnh đầu vết thương ở dao găm rút ra ngay tức thì thì đã khép lại bất quá vậy cổ chữa hắn năng lượng tựa hồ vậy tiêu tán cho dù không có thí nghiệm hắn vậy cơ hồ có thể khẳng định mình bây giờ không có miễn tổn thương bắp cái này làm cho hắn có chút tiếc nuối trong đầu nghĩ có lẽ mới vừa rồi hẳn thừa dịp vô địch bắp sông lên hồi doanh trại cầm đám kia người da trắng cho hết xa hắn bây giờ chính là một cái bình thường indian đứa nhỏ mà thôi đợi một chút, Indian đứa nhỏ. Mã tiếu ngẩn ra, chợt đứng bật lên tới, nhìn chung quanh xem cái này gầy đét còn nhỏ thân thể, lúc này mới chợt hiểu ý thức được mình thân phận bây giờ. Đồng thời một ít giải rác vặt vãnh nhớ trong đầu không ngừng dâng lên. Sống lại, đối với cái loại này ly kỳ gặp gỡ, ở hắn phạm vi nhận biết bên trong, tựa hồ chỉ có cái này một cái giải thích hợp lý. Mã Tiếu làm hết sức sắp xếp đi đời cùng kiếp này chỉ nhớ, cuối cùng là làm rõ ràng tình trạng. Hắn quả thật đã bệnh qua đời, nhưng bởi vì loại nào đó nguyên nhân không biết, có thể là ngẫu nhiên phát hiện tượng tự nhiên, cũng có thể là một cái siêu nhiên tồn tại can dự. Hắn sống lại đến thế kỷ 19 nước Mỹ, trở thành một tên Apache tộc người Anh, điêng, bây giờ sinh lý số tuổi là 9 tuổi sau khi sống lại, hắn tên chữ trình độ nào đó vẫn là Mã Tiếu, nói chính xác là Apache trong lời nói, kêu ngựa huyết sáo, phiên dịch thành Mã Tiếu vậy coi là thích hợp. Mã Tiếu danh tự này, ở tên tiếng Trung bên trong hơi có vẻ loại khác, nhưng ở người Anh Điêng văn hóa bên trong nhưng là một cái có thể mấy đời tương truyền tên rất hay. Trên thực tế, đây chính là truyền xuống. Thân thể này phụ thân liền kêu Mã Tiếu, là một vị dũng mãnh Apache chiến sĩ, sau đó đang cùng người Arapaho trong xung đột chết trận, tên chữ liền truyền cho hắn. Đối với lần này sống lại gặp gỡ, Mã Tiếu cũng không có cảm thấy bất kỳ mâu thuẫn mà là vui sướng. Dẫu sao hắn kiếp trước hơn 20 tuổi liền bệnh chết, hiện tại đột nhiên lại lấy được cuộc đời mới, hơn nữa mới 9 tuổi, vui sướng tuổi tác, khởi hữu không vui đạo lý nếu như là cái giáo đồ, tất nhiên phải cảm tạ một phen thượng đế cái gì. Bất quá hắn không tin thần Phật, hắn là cái tín ngưỡng chủ nghĩa duy vật không thể biết bàn về người. Dĩ nhiên, nơi không tốt cũng là có. Ví dụ như ở thế kỷ 19 nước Mỹ, thân là một cái người anh điêng, tình cảnh tuyệt đối không tính là tốt, năng lực sản xuất lạc hậu không nói, hở một tí còn nguy hiểm đến tánh mạng mới vừa hắn thị tộc liền gặp phải một trường giết chóc người da trắng thừa dịp trong tộc chiến sĩ đi ra ngoài đi săn đem đóng giữ ở thị tộc doanh trại phụ nữ và trẻ con tàn sát hơn nửa chỉ có số ít chạy trốn đây cũng chính là thân thể này chết nguyên nhân còn có chính là đối với kiếp trước đủ loại mã tiếu vậy không thể tránh khỏi có chút hoài niệm hắn hoài niệm internet hoài niệm cái lầu hoài niệm điện thoại di động càng hoài niệm hắn bạn gái chỉ có thể chúc băng băng hạnh phúc à mã tiếu không có ở đây hoài niệm cách bên người đất sườn núi ngăn tre hắn nghe gặp ngoài mấy trăm thước doanh trại truyền tới một hồi động tĩnh cũng không biết là tộc nhân trở về còn là người da trắng đang làm gì doanh trại phương hướng người tạm thời không thấy được hắn để đạt được an toàn hắn phải tìm một càng nơi an toàn trốn Dĩ nhiên, ở chỗ này trước, hắn cần phải dẫn theo hắn chiến lợi phẩm, trước mắt cái này người da trắng đồ. Mã tiếu đơn giản vơ vét một tí, lấy được như sau tương đối vật phẩm có giá trị. Một ít tiền tệ, bao gồm đô la giấy tiền giấy, đô la tiền vàng, Tây Ban Nha bạc nguyên, nói tóm lại còn rất nhiều. Nhưng hắn ngay tức thì khẳng định vậy không xài được, một cái có chút đơn sơ đồng hồ quả quyết, một cái dính máu và óc dao găm, một kiện ra bên ngoài bộ dĩ nhiên, còn có nhất cái giá trị thực dụng đồ, vậy cầm trước súng hỏa mai, nói chính xác là trước trang tiến thang súng kíp. Mã tiếu kiếp trước nghề chính mặc dù chỉ là một thầy giáo trung học vật lý, nhưng hệ thống đi làm thêm nhưng vô cùng phong phú, ví dụ như bàn phím nhà quân sự, bàn phím nhà kinh tế học, bàn phím chính trị gia, bàn phím vật lý. Ừ, vật lý có thể không tính là bàn phím, chỉ ít trung học vật lý khẳng định không tính là bằng vào mình kiến thức, hắn đại khái nhận rõ một tí, nhận ra cây súng này loại năm 1837 sản xuất từ bang Missouri Kentucky súng trường dài. Nhưng thật ra là trên thân súng viết, hắn chủ yếu dùng đến chính là tiếng Anh kiến thức. Mỗi cái thời kỳ, mỗi cái địa khu sản xuất Kentucky súng trường có chút không cùng, nhưng chung nhau đặc điểm là nòng súng dài ví dụ như cây súng này toàn dài liền so mã tiếu bây giờ thân cao cao hơn không thiếu, liếc mắt 1 mét 5 trở lên, cầm lên hơi có chút bất tiện. Cũng may Kentucky súng trường tương đối nhỏ hết sức, sức nặng ngược lại không quá nặng. Kentucky súng trường danh tiếng rất lớn, nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ, cây súng này liền từng lớn nổi tiếng ở nổi tiếng Sarah nhờ thêm chiến dịch nước Mỹ tay súng bắn tỉa Mosey Murphy chính là dùng cái loại này súng bắn chết Anh quốc phất lôi trạch tướng quân. Rất lớn trong trình độ thay đổi cuộc chiến tranh giành độc lập tình thế. Thông qua trên thân thương chữ viết, Mã Tiếu còn thu được một ít khác tin tức cây súng này sinh từ năm 1837, như vậy tự nhiên, dựa theo người da trắng mấy năm, bây giờ thời gian hẳn ở năm 1837 sau đó, đồng thời kết hợp trong thân thể trí nhớ. Năm 1846 chiến tranh Hoa Kỳ-Mexico tự hồ vậy còn không đánh. Tổng hợp tới xem, hiện tại hơn phân nửa là thế kỷ 1940 đầu thập niên kỳ càng chính xác dương lịch ngày tháng mã tiếu còn cần tìm người hỏi thăm một chút mới có thể biết thị tộc lão tù trưởng hoặc là tát mãn đối với chuyện của ngoại giới biết rõ so nhiều bọn họ hẳn biết trừ mấy thứ đồ này ra thật ra thì còn có như nhau rất vật có giá trị đó chính là người da trắng da đầu cái gọi là trả lễ lại, người da trắng treo giải thưởng người anh, điêng ra đầu, người anh, điêng tự nhiên vậy sẽ đem người da trắng ra đầu coi là trọng yếu chiến lợi phẩm, chỉ ít có thể mang đến vinh dự. Nhưng mã tiếu không xuống tay được, đồ chơi này quá âm phủ. Hơn nữa hắn vậy không tay nghề này, dày vò 10 phút hồ cả người máu cũng không nhất định có thể lột ra tới, vạn nhất bị bên kia người da trắng phát hiện liền xong đời. Vẫn là chạy mau đường đi mã tiếu mang theo những chiến lợi phẩm này mặc vào đối với hắn mà nói giống như áo choàng dài ra bên ngoài bộ vội vã rời đi nơi đây hắn cũng không dám chạy quá xa hắn chỉ là muốn né tránh vùng lân cận một nhóm người da trắng đến khi trong tộc chiến sĩ trở về liền an toàn cùng đời sau so sánh, lúc này nước Mỹ khá là man hoang, phương xa thế giới đối với một cái 9 tuổi Apache đứa nhỏ mà nói giống vậy rất nguy hiểm, không chỉ có người da trắng, còn có dã thú. Dĩ nhiên còn có đối nghịch bộ lạc người Anh, điêng, người Anh, điêng xa xa không phải một khối thiết bản, dưới mắt chân chính có thể dựa được chỉ có mình nhỏ thị tộc. Mã Tiếu tìm một hang động, ở bên trong núp mấy tiếng, đợi đến sắc trời dần tối, hắn mới dè dặt đi ra ngoài, đi doanh trại vùng lân cận mò đi. Đi không bao xa, nghiêng phía trước đột nhiên truyền tới ngựa hí và gào to một tiếng. Đi chết đi, người da trắng. Gấu ngủ đông thị tộc muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Mã Tiếu vội vàng cởi xuống trên mình ra bên ngoài bộ, dùng Apache tiếng nói hô đến. Là ta đi đôi với một tiếng ngựa hí, một cái đầu mang hai cây lông chim Apache thanh niên ghim ngựa ngừng ở gần bên, hắn hốc mắt ửng đỏ, hiển nhiên đã mới vừa khóc, hắn có chút khó có thể tin nhìn hắn. Tiểu tiếu tử, người còn sống, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. 1840 Indian trọng sinh tưởng bất tưởng cật tây qua gấu ngủ đông thị tộc. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com người anh điêng không có nghiêm khắc tên họ quy phạm nổi tiếng tương đối tùy ý vậy rất nhiều dạng có ít người tên chữ không giải thích được thậm chí không dám nhìn thẳng có vài người cả đời có mấy chục loại thậm chí càng nhiều hơn tên chữ cái khác văn minh thường thường vậy trải qua tương tự giai đoạn thành thục quy phạm tên họ hệ thống vậy đều ở đây phong kiến xã hội thậm chí còn trễ hơn sau này mới xuất hiện rất nhiều người anh điêng ra đời lúc phụ mẫu sẽ nổi lên một cái nhũ danh lớn lên chút tộc nhân sẽ nổi lên một cái tước hiệu sau khi trưởng thành sẽ nổi lên một cái chính thức tên chữ lập chiến công có thể dạy một cái đại biểu vinh dự tên chữ thậm chí làm một thần bí mộng cũng có thể theo này dạy một cái có tôn giáo ngụ ý tên chữ còn có chính là tổ truyền tên chữ, phụ thân có thể đem tên chữ truyền cho con trai, sau khi chết di tặng có thể, sinh lúc hiện tặng cũng được, dĩ nhiên. Nếu như phụ thân lúc còn sống hậu tặng tên cho con trai, mình nhất định phải lần nữa lấy một cái tên. Tiểu Tiếu tử là tộc nhân cho Mã Tiếu lấy tước hiệu, bởi vì hắn phụ thân tước hiệu là Đại Tiếu cũng không có gì đặc biệt hàm nghĩa, chính là bởi vì lão thân phụ đại tiếu trời xanh sở trường huýt sáo, tiếng cười to lớn, cao vút lảnh lót, thổi một tiếng huýt sáo. Thật ra là có thể kêu tới chiến mã của mình, cho nên sau đó vào hóa thành, mã tiếu. Mã tiếu thừa kế phụ thân thiên phú, vậy rất sở trường huýt sáo, dĩ nhiên chính là tiểu tiếu tử. Tộc nhân vậy cũng xưng hô như vậy hắn người da trắng tập kích thời điểm ta từ doanh trại trốn thoát mã tiếu nói thanh niên liền vội vàng hỏi còn có người cùng ngươi cùng nhau sao hẳn không có mã tiếu hồi tưởng một tí thân thể này lưu lại trí nhớ hắn còn không có tiêu hóa tốt ta là cái cuối cùng chạy trốn có chút tộc nhân vậy chạy mất nhưng không có cùng ta cùng nhau thanh niên nghe vậy một hồi trầm mặc ngay sau đó mới nhớ tới cái gì trên dưới quan sát một phen mã tiếu người cái này thân quần áo là ở đâu ra còn có cây súng này mã tiếu đã sớm suy nghĩ xong giải thích quơ quơ trên vai kentucky súng trường thích đáng giả bộ ngây thơ mà biểu tình đắc ý ta thời điểm chạy trốn có cái người da trắng truy đuổi ta ta hung hãn đánh bại hắn như thế nào hậu kiên ta có phải hay không rất lợi hại hậu kiên hiển nhiên là không tin liền nhìn chằm chằm hắn xem mã tiếu liền dưới sườn núi lửa mấy giây sau đó giả bộ một bộ bị nhìn thấu nhụt trí hình dáng được rồi nhưng thật ra là cái đó người da trắng truy đuổi ta thời điểm ngã xuống sau đó ta nhặt lên hắn súng đối với hắn bắn một phát hậu kiên cái này thơ hồi âm gật đầu một cái chỉ một cái nghiêng phía sau nói bên kia bị lột bên ngoài bộ trong đầu súng người da trắng chính là ngươi giết được Mã Tiếu ánh mắt rất ngây thơ, tựa như không có tiếp thụ qua 9 năm nghĩa vụ giáo dục. Hậu Kiên cười một tí, "Mặc dù là may mắn, nhưng ngươi vậy rất dũng cảm, giống như ngươi phụ thân như nhau. Chúng ta về trước doanh trại đi." Vừa nói hắn liền đưa tay kéo một cái, đem Mã Tiếu quăng đến trên lưng ngựa, sau đó quay đầu ngựa lại, đi doanh trại đi. "Nổ súng cảm giác thế nào?" Hậu Kiên nhìn Mã Tiếu trong tay Kentucky súng trường tạm được, chính là lúc nổ súng đỉnh người tương đối đau. Mã Tiếu không có tìm được thích hợp phiên dịch lực đàn hồi Apache tiếng nói từ ngữ, chỉ có thể như vậy hình dạng nói. Hậu Kiên gật đầu một cái. Đích xác nhưng thực cái này cũng không phải là vấn đề chủ yếu. Ta trước kia cũng nhận được qua một chi người mễ súng, đáng tiếc dùng qua mấy lần liền hư, nó lắp đạn quá phiền toái, vẫn là cung tên và lưỡi dìu dễ dàng hơn, mã tiếu không nói gì cái thời đại này, súng ống còn có rất nhiều khuyết điểm, lạnh binh khí nóng phối hợp dùng là trạng thái bình thường, chớ nói người anh, điêng. Người da trắng ở trên chiến trường vậy thường xuyên muốn hợp lại cái thứ đau cái gì? Một phần chia người anh, điêng đã học biết sử dụng súng ống, nhưng còn không có phạm vi lớn thông dụng mở, chỉ ít hắn chỗ ở cái này gấu ngủ đông thị tộc, vẫn lấy cung tên. Chiến phủ các loại vũ khí lạnh là vũ khí chủ yếu thỉnh thoảng đang chiến đấu tịch thu được súng ống, không phải làm siêu tầm đồ cũ, chính là bởi vì sử dụng không làm mà hủy xấu xa. Hay hoặc là bởi vì thiếu đạn dược và sửa chữa bảo dưỡng mà không cách nào lâu dài sử dụng. Ở mã tiếu xem ra, súng trường chân chính hiển hiện ra uy lực, hẳn từ phổ súng trường Gray bắt đầu coi là. Dúng trường Ray là năm 1841 chính thức đẩy ra, hắn trước phỏng đoán dưới mắt thời gian là thế kỷ 1940 đầu thập niên kỳ, phổ hẳn đã nghiên cứu được xong hết rồi, thậm chí đã bắt đầu trang bị. Dĩ nhiên, cứ việc cùng đời sau tất cả loại cường đại tự động súng trường so sánh, trong tay hắn cái này cầm Kentucky súng trường khuyết điểm một chồng lớn, nhưng hắn hay là đem hắn coi như chân bảo ở khoảng cách xa hơn trên đồ chơi này có thể so với diều bay cung tên mạnh hơn nhiều lắm không lâu lắm mã tiếu và hậu kiên cưỡi ngựa trở lại doanh trại đập vào mắt một mảnh hỗn độn tất cả loại vật kiện cùng với hủy xấu dấu vết tán lạc ở doanh trại bốn phía mấy chục cái bị cắt ra đầu thảm thiết thi thể nằm dưới đất các tộc nhân không khỏi đau buồn vạn phần rất nhiều người cũng nằm ở thi thể bên người thút thít đây là một cái tổn thất to lớn Dẫu sao gấu ngủ đông thị tộc tổng cộng mới 120 đến 130 người, trải qua trận chiến này, trong tộc phụ nữ và trẻ con hao tổn hơn nửa, cơ hồ có thể hình dạng là chính xác diệt tộc trạng thái. Mã Tiếu kìm lòng không đặng nắm lên quả đấm, hô hấp vậy có chút gấp rút. Trên thực tế, thân thể này cũ chủ nhân cách cũng không có biến mất, mà là cùng đến từ thế kỷ 21 nhân cách dung hợp. Dĩ nhiên, cùng một người đến từ tin tức nổ thời đại lại nhận hệ thống giáo dục thanh niên so sánh, 9 tuổi Indian nhi đồng thế giới tinh thần thật sự là quá mức đơn bạc. Vì vậy hai người dung hợp sau đó, cũng có người cách bị cực lớn pha loàng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hôm nay mã tiếu đối với thị tộc không có cảm tình tới thiếu vào giờ khắc này, nhìn trên đất nằm lê lết mấy chục cái thân hữu thi thể, nghe tràn ngập ở trong không khí thống khổ tiếng, hắn tâm trạng rất được chấn động. Bi thương và tức giận không ngăn được sông lên. Bắc Mỹ chủ nô lệ đám giặc phải bị hủy diệt. Hai trọng nhân cách tìm được một cái phù hợp điểm, mã tiếu cảm giác mình thế giới tinh thần ngay tức thì bình thuận rất nhiều, tựa như một cái quá trình dung hợp đến đây rốt cuộc hoàn thành người nói gì sao à không việc gì mã tiếu kịp phản ứng hắn mới vừa nói đúng trung văn vẫn là tứ xuyên nói hậu kiên lơ đễnh yên lặng một lát sau nói tù trưởng và tắt mãn đang thương lượng đường ra đường ra chúng ta có thể sẽ nhờ cậy cái khác huynh đệ thị tộc chỉ có như vậy mới có thể sinh sôi đi xuống hậu kiên thở dài nói chúng ta cơ hồ không có phụ nữ và đứa nhỏ nếu quả thật làm như vậy, gấu ngủ đông thị tộc danh tự này liền sẽ biến mất, các tộc nhân sẽ trở thành là cái khác thị tộc một phần chia, mặc dù so sinh vật học diệt vong muốn khá hơn một chút. Nhưng không thể nghi ngờ cũng là một làm người ta bi thương lựa chọn. Mã Tiếu đối với lần này ngược lại là không có cảm giác gì, người anh điêng muốn quật khởi, tự nhiên không thể câu nệ tại một cái nho nhỏ gấu ngủ đông thị tộc, thậm chí không thể câu nệ tại Apache tộc nhất định phải tiến hành một loạt lớn dung hợp chỉ có đoàn kết Mỹ Châu tất cả dân bản địa mới có thể làm tan dã Tây phương thực dân người thống trị không có biện pháp dân bản địa căn cơ quá yếu kém cùng người Anh điêng so sánh Đại Thanh thật là cũng gọi là Hoàng Kim mở đầu văn hóa cao độ thống nhất mấy trăm triệu nhân khẩu mặc dù thối giữa cứng ngắc nhưng ít nhất chức năng đầy đủ hết chánh phủ mấy ngàn năm đánh rớt xuống nông nghiệp cơ sở Mặc dù lạc hậu nhưng miễn cưỡng còn có thể ăn được Tây Phương đuôi khí khoa học kỹ thuật. Như vậy dáng vóc to cổ văn minh, chỉ cần có người có thể tổ chức lần nữa dạy một cái cường lực hiệu suất cao trung ương tránh phủ, dù là kỹ thuật lại lạc hậu một đời. Cũng không cần phải sợ hãi trên trái đất bất kỳ người xâm lược. Người anh điên đâu, một cái rời rạc đồ đá bằng khác xã hội, năng lực sản xuất lạc hậu, nội bộ mâu thuẫn còn một chồng lớn dù là có thể đoàn kết tất cả người anh điêng muốn thành công quật khởi chỉ sợ cũng chỉ có ném một cái ném hy vọng mã tiếu nghĩ thế nào để gặp một cái tóc dài xõa vai người mặc trường bào màu xám người trung niên đi tới hắn đầu đội năm cây lông vũ uy vọng rất cao trên thực tế hắn chính là gấu ngủ đông thị tộc tát mãn thạch nha cùng ta đi gặp tù trưởng thạch nha mặt không cảm giác đối với mã tiếu vẫy vẫy tay sau đó liền quay đầu đi con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn háo. 1840 Indian trọng sinh tưởng bất tưởng cật tây qua hai đứa cô nhi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tát mãn hoặc là nói pháp sư, vậy đều là do bên trong tộc học thức quyên bác người Đức cao vọng trọng đảm nhiệm là địa vị đứng sau tù trưởng người. Dĩ nhiên, nhỏ thị tộc không nhiều quy củ như vậy, ở mã tiếu trong ấn tượng, bất luận tù trưởng vẫn là tát mãn, trực quan cảm giác đều cùng nhà bên cạnh đại gia kém không nhiều. Mã tiếu đi theo tát mãn thạch nha, rất nhanh là đến tù trưởng lều vải. Tù trưởng hơn 50 tuổi, đầu bạc trắng, nhưng thân thể coi như cường tráng, tinh thần vậy rất tốt, hắn cầm trong tay một cán khói, khuôn mặt yêu sầu trong lều còn có một người khác, một cái chú bé, tướng mạo có chút thanh tú, tuổi tác và mã tiếu sắp xỉ. Các ngươi tới, lão tù trưởng toát một cái khói, nhìn hai cái đứa nhỏ, tiểu tiếu tử, còn có phong thanh, tù trưởng. Lão tù trưởng trước đưa mắt về phía phong thanh, cũng chính là khác một người dáng dấp có chút tú khí chàng trai. Phong thanh, người phụ thân có thể đã không có ở đây. Phong thanh ngớ ngẩn, không phản ứng kịp lão tù trưởng tiếp tục nói chúng ta đi săn bò rừng thời điểm người phụ thân không cẩn thận rơi vào trong sông nước chảy rất gấp chúng ta không tìm được hắn nguyện đại linh phù hộ mã tiếu lúc này đã rõ ràng tù trưởng tại sao kêu bọn họ hai cái hai cái đáng thương nhỏ cô nhi tự nhiên phải chiếu cố một tí phụ thân hắn năm ngoái chết trận mẫu thân thì vào hôm nay trong tập kích tử vong Phong Thanh mẫu thân ở sinh hắn lúc liền qua đời, một mực do phụ thân nuôi dưỡng, hôm nay cha thân bị nước chảy sông lên đi, giữ nhiều lành ít, tự nhiên cũng đã thành cô nhi. Mã Tiếu quay đầu nhìn về phía Phong Thanh, chuẩn bị lên tiếng an ủi mấy câu. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, biết được phụ thân hơn phân nửa chết tin tức, ngồi dưới đất Phong Thanh lại mặt không cảm giác, chỉ là giống như một thua cờ thêm không mất phong độ kỳ thủ như nhau. Hơi thấp xuống liền đầu. Mã Tiếu tạm thời không nói. Bất quá cái này cũng không coi là quá bất ngờ, phong thanh tính cách chính là cực kỳ nội liễm, vui giận bất hình vu sắc, có thể nói thiếu niên lão thành. Các ngươi hai cái phụ mẫu cũng không có ở đây, tuổi tác lại đều còn nhỏ, sau này có chuyện gì sẽ tới tìm ta đi, ăn cơm cũng cùng ta cùng nhau, như ta không có ở đây, các ngươi có thể đi tìm Thạch nha còn nữa các ngươi sau này muốn hơn nữa cố gắng luyện tập chiến đấu kỹ xảo phải làm nhất dũng mãnh chiến sĩ chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hướng người da trắng báo thù nói đến đây nơi này lão tù trưởng dùng khói cần gõ xuống mặt đất hắn lại dặn dò mấy câu đây là mã tiếu đột nhiên nói tù trưởng ngươi đi qua người da trắng thế giới sao đi qua thế nào mã tiếu do dự một tí ta muốn hiểu chúng ta kẻ địch, một cái tà ác chủng tộc, một đám vô sỉ người xâm lăng. Lão tù trưởng cho ra ngắn gọn câu trả lời, đây là tuyệt đại đa số người anh điêng nhận thức chung. Mã tiếu muốn hiển nhiên không phải cái này. Người da trắng khi nào thì bắt đầu xâm lấn chúng ta. Rất lâu chuyện lúc trước, chắc có 300 năm. Bắt đầu là người Anh, người Tây Ban Nha, bọn họ chiếm lĩnh chúng ta đất đai, bây giờ là người Mỹ, bất quá người da trắng tướng mạo cũng kém không nhiều, lão tù trưởng chậm rãi nói. Mã tiếu theo hắn mà nói, một đường nói xa nói gần, rốt cuộc đem nói chuyện với nhau nội dung dẫn tới ngày tháng đề tài trên. Nước Mỹ đã từng thuộc về nước Anh, bất quá sau đó mình thành lập quốc gia. Còn như độc lập thời gian, dựa theo bọn họ giải thích, hình như là 1776 năm. Lão tù trưởng chậm rãi nói. Mã Tiếu hỏi tiếp nói: "1776 năm, đây là tính thế nào, hiện tại lại là nhiều ít năm?" Lão tù trưởng nhíu mày một cái. "Cái này ta cũng không rõ ràng, hình như là người da trắng một cái thần sinh nhật đi." bây giờ là 1839 năm, đó là năm ngoái, tù trưởng, Thạch Nha bổ sung nói. À đúng, đây là năm ngoái tin tức, năm nay hẳn là 1840 năm, lão tù trưởng đánh dưới mình chán, vậy cải chính nói. Năm 1840, nghe được cái này thời gian, mã tiếu không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không nghi ngờ chút nào, đối với người Trung Quốc mà nói, đây là một đặc thù niên đại chính là ở nơi này một năm nước anh và thanh quốc bộc phát lần đầu tiên thuốc phiện chiến tranh mở ra trung quốc khuất nhục cận đại sử thật ra thì mới vừa sống lại vậy sẽ mã tiếu có đi trung quốc ý tưởng hắn linh hồn là cái nghiêm túc đứng đắn người trung quốc mà thành tựu người anh điêng thân thể này cũng thuộc về người da vàng dung nhập vào trung quốc xã hội độ khó tự hồ cũng không lớn bất quá cũng chính là nghĩ như vậy cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ cũng biết cũng không thể được đầu tiên hắn được trước trưởng thành suy nghĩ thêm khác thứ nhì coi như trưởng thành lấy một cái người anh điêng thân phận muốn ở nước mỹ bước lên đi trung quốc thuyền cũng là khó như lên trời còn như lấy hoa kiều thân phận cái này sẽ hoa công còn chưa tới nước mỹ đâu mỹ châu có thể có mấy cái hoa kiều cho dù có đãi ngộ vậy không thể so với người anh điêng quá nhiều thiếu giống vậy nửa bước khó đi hơn nữa lúc này trung quốc liền thái bình thiên quốc cũng còn không có hắn trở về sau đó ngay tức thì chỉ có thể lưu đuôi sam cho thanh đình làm việc vừa nghĩ tới muốn châm đuôi sam mã tiếu cảm thấy người anh điêng đồ đá bằng khắc họa phong vậy thật không tệ người cũng không muốn mình chạy loạn đi và người da trắng tiếp xúc, biết không? Lão tù trưởng lại nghiêm túc dặn dò, cái này rất nguy hiểm, biết, mã tiếu biết. Buổi tối ăn thịt liền đi, chúng ta mấy ngày nay muốn là tộc nhân chuẩn bị tang lễ, cuối cùng tù trưởng nói. Đi săn thành quả rất phong phú, thị tộc săn được liền rất nhiều bò rừng, tươi thịt bò dự trữ phong phú, nhưng lúc này gấu ngủ đông thị tộc hiển nhiên vô tâm cũng không hạ chế tạo thức ăn chỉ có thể ăn chút thịt khô. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn háo. 1840 Indian trọng sinh tưởng bất tưởng cật tây qua dinh dưỡng kế hoạch. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Protein không thể nghi ngờ là chủ yếu nhất. Loài người có thể ăn cơm no thịnh thế thường có, nhưng trung bình một cấp thân cao đại phúc tăng trưởng chỉ sẽ ở protein sung túc kỹ nghệ thời đại xuất hiện không chỉ là thân cao một người sau khi trưởng thành mọi phương diện bao gồm trí khôn tinh lực tâm trạng năng lực điều tiết vân vân đều cùng hắn thời kỳ đầu protein hấp thu vào tính tức tức tương quan nhất là động vật trứng trắng vậy tức thịt trứng sữa các loại mã tiếu cuộc sống ở một cái đi săn tộc quần đối với protein ngược lại không cần quá lo lắng chủ thực chính là bò rừng thịt ở chỗ này, thiếu thiếu protein giống như là mất mùa, không phải dinh dưỡng kế hoạch cần phải cân nhắc vấn đề. Protein ngoài ra khác dinh dưỡng liền có chút phiền toái, nhất là vitamin. Thịt sau khi nấu chín, vitamin sẽ có nơi chạy mất, nhưng vì thế ăn sống bò rừng thịt lại có điểm bò gốc lấy ngọn, không làm không tịnh, vạn nhất sinh bệnh nặng làm gì, chẳng lẽ đi tìm nước Mỹ bác sĩ sợ là trực tiếp cho ngươi tới cái da đầu vòng cắt nhất tơ lụa cắt da đầu thể nghiệm. Vậy mà nói, cái loại này thiếu thiếu cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng mã tiếu hy vọng mình có thể lớn lên khỏe mạnh hơn rắn chắc một ít, 9 tuổi tránh xử tại thân thể trổ mã hoàng kim giai đoạn. Hắn kiếp trước chính là bệnh chết, càng làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục phải, hắn trước khi chết từng ký di thể quyên hiến hiệp nghị, kết quả lá gan bởi vì có mỡ gan mà không cách nào quyên hiến. Đời này nói gì vậy được sức khỏe còn sống. Bây giờ là năm 1840, vẫn là Indian bộ lạc, bổ thuốc các loại đồ khẳng định không tìm được, muốn bổ sung dinh dưỡng, chỉ có thể thay đổi ăn uống kết cấu. Mã Tiếu không phải chuyên nghiệp dinh dưỡng sư, tinh tế phương án sách không ra, chân chính có thể chu đáo làm việc thật ra thì chỉ có một. Ăn uống đa dạng hóa, chính là ăn thịt bò hơn, vậy ăn chút trái cây, cá tôm, hoa màu. Đối với lần này, Mã Tiếu chỉ có thể tự mình động thủ. Mặc dù thị tộc thường xuyên vậy sẽ thu thập một ít trái cây rừng dã rau, nhưng số lượng so với thiếu, không phải mỗi bữa cơm đều có. Hơn nữa phụ trách thu thập trái cây rừng dã rau vẫn là người phụ nữ, hiện tại trong tộc không mấy người phụ nữ, cho nên hắn muốn thêm bữa ăn tự nhiên muốn tự mình động thủ cũng may bữa cơm này còn không tất trái cây rừng thượng có sẵn mã tiếu gặm hoàn thịt bò khô liền ăn mấy cái trái cây rừng mùi vị chưa ra hình dáng gì có nhiều chút chua sót đời sau tất cả loại hương vị ngọt ngào mượt mà trái cây đều là lâu dài dục loại và chuyên tâm tài bồi sản vật nhưng vì thân thể này trưởng thành chua sót liền chua sót đi hắn hiện tại cũng không tư cách kén ăn ở tù trưởng nhà ăn cơm tối xong mã tiếu trở lại nhà mình lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi lều vải chừng mực một nhà ba người ở hơi có vẻ chen chúc bất quá hiện tại chỉ có một mình hắn ngược lại có chút trống trải hắn giường rất đơn giản hai tấm xốp rộng lớn bò rừng ra một tấm trải trên đất một tấm đắp trên người bên ngoài như cũ thỉnh thoảng truyền tới tộc nhân tiếng khóc, thậm chí có chút càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ là chìm vào giấc ngủ để gặp trống rỗng giường tiệc lần nữa gợi lên mọi người bi thương. Mã tiếu nằm ở trên da bò rừng, giống vậy có chút hoảng hốt, đi qua trí nhớ ở đầu óc bên trong chìm nổi, có chút là thế kỷ 21, cũng có chút là thị tộc. Cái này làm cho hắn có chút tâm trạng muôn vàn, thật lâu không thể ngủ. Mã Tiếu dĩ nhiên muốn cứu mình tộc quần, đây là một cái một cách tự nhiên ý tưởng, vừa phù hợp hắn tình cảm và lý tưởng, cũng cùng hắn người thực tế lợi ích tướng nhất trí. Đồng thời, không nghi ngờ chút nào, nếu như có ai có thể cứu nhỏ yếu người anh điêng, chỉ có thể là thân là người trọng sinh hắn. Nhưng mà cho dù hắn người mang vượt qua thời đại gần 200 năm kiến thức đối với cái mục tiêu này, vậy như cũ cảm thấy không có chút nào sức lực cuối cùng, hắn chỉ là một thông thường thầy giáo trung học vật lý, cứ việc ở trên mạng cảm giác được mình rất trâu. Nhưng hắn tự giác căn bản không cách nào và như vậy ngăn cơn sóng giữ nhân vật phong lưu như nhau. Mã Tiếu vậy từng suy tưởng qua mình xuyên Việt đến cái thời đại này cảnh tượng không phải là làm một vật lý học cự lão, cầm Maxwell, Einstein, lăng đám người lý luận hết thảy lấy ra chấn vỡ vật lý học giới, thắng được vô tận mỹ danh, đồng thời xây dựng một tí Trung Quốc khoa học giáo dục sự nghiệp. Lại cấp bậc này nhà vật lý học Newton thấy cũng được đi về sau xếp một cái đẩy, sống sờ sờ chính là một thánh nhân, ở đâu đều sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Mà Trung Quốc tự có lịch sử tiến trình, hắn không cần can thiệp quá nhiều, cũng không dám loạn can thiệp. Vạn nhất lộng khéo thành vụng làm gì, đúng không? Mã Tiếu cảm thấy cái này rất hoàn mỹ. Kết quả vận mệnh cầm hắn biến thành một cái người anh, điên, khó mà tiếp xúc vật lý học giới, như cũ lịch sử tiến trình lại là thông hướng đường chết. Hơn nữa không chừng ngày nào liền bị diệt toàn tộc ra trẻ, ra đầu cũng cho ngươi cắt hả. Tổng không thể làm dẫn đường đẳng chứ. Mã tiếu đối với mình tinh thần hy sinh biểu hiện sâu sắc hoài nghi, hắn cảm giác được mình rất kinh sợ nhưng chỉ ít ở chán bị súng chỉa vào trước, dẫn đường loại chuyện này hắn là khẳng định sẽ không làm. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài tiếng khóc đã ngừng nghỉ, mã tiếu ý nghĩ rốt cuộc lạc quan đứng lên. Liền làm hắn oai oai mình trở thành dáng vóc to nhà vật lý học thời điểm, một cái vật lý hiện tượng đột nhiên chiếu vào đầu óc. Hiệu ứng Mamba: Nước nóng có lúc so nước lạnh nhanh hơn đóng băng, thậm chí còn tồn tại cân đối hiệu quả tức nước lạnh có lúc so nước nóng nhanh hơn làm nóng. PS: Hiệu ứng Mamba là một hiện tượng mà trong một điều kiện nhất định nào đó, khi cùng làm lạnh, nước nóng có thể đóng băng nhanh hơn nước lạnh. Hiện tượng này phụ thuộc vào nhiệt độ và đang có tranh cãi về các điều kiện để có thể quan sát hiện tượng xảy ra cũng như bản chất của nó cái này nhìn rất phản trực giác nhưng nó quả thật khách quan tồn tại. Nước lạnh và nước nóng tranh lệch thật giống như nhìn như lớn như vậy sao? Cùng nước so sánh, tiến trình của văn minh chỉ sẽ hơn nữa phức tạp, trực giác lên tranh lệch thật liền có thể tin được không? Lấy yếu thắng mạnh, từ xưa cũng có. Thanh binh có thể vào quan, người anh điêng lại ngại gì thử một lần. Hơn nữa mình đã chết qua một lần, coi như thua vậy không có gì lớn không được, trông trước trông sau là thật không cần phải. Mã tiếu tâm tình tốt liền rất nhiều, ngay sau đó tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng từ trong lòng ngực sờ một cái, lấy ra đồng hồ quả quýt từ trong tay người da trắng cướp cái đó. Hết cũng hơn 3 giờ. Mau ngủ, thân thể trưởng thành không chỉ có phải có dinh dưỡng, rèn luyện, ngủ cũng rất trọng yếu. Mã tiếu vội vàng nằm xong, bẻ gãy hết thảy nghĩ bậy. Sau đó có thể là bởi vì thân thể này dị bẩm thiên phú, hắn cắt đứt nghĩ bậy sau đó, lại mười mấy giây liền ngủ. Đêm khuya vắng người, gấu ngủ đông tù trưởng từ trong lều chui ra, tay cầm tàu thuốc, cau mày ở doanh trại tức đi, không biết đang suy nghĩ gì. Tù trưởng, lão tù trưởng nghe tiếng quay đầu. Thạch nha à, ngươi vậy tỉnh. Thạch nha gật đầu lão tù trưởng không nói gì vẫn là cau mày hình dáng khi thì toát trước khói qua một hồi hắn mới mở miệng nói ta mới vừa nằm mộng gấu ngủ đông mở mắt cái gì thạch nha nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ giật mình thị tộc và triều đại tù trưởng tên chữ chính là gấu ngủ đông cái loại này mộng ở gấu ngủ đông thị tộc người trong mắt tự nhiên không giống bình thường cũng khó trách tù trưởng nửa đêm chạy đến doanh trại tản bộ ta nghĩ đây là đại linh gợi ý tù trưởng lại nói chúng ta có lẽ không nên cũng nhập cái khác thị tộc thạch nha do dự nói nhưng mà chúng ta cơ hồ không có phụ nữ nếu như không cũng nhập cái khác thị tộc thị tộc tất nhiên khó mà sinh sôi chúng ta còn có người đàn ông lão tù trưởng chậm rãi nói thạch nha nháy mắt một cái chẳng lẽ con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân 1840 Indian trọng sinh tưởng bất tưởng cật tây qua phong thanh cùng nói lớn tiếng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Chỉ cần còn có người đàn ông, chúng ta chỉ ít không sẽ lập tức tiêu diệt, hơn nữa trong tộc người tuổi trẻ rất nhiều, lão tù trưởng nói tiếp. Là như vậy, Thạch Nha gật đầu một cái. Người mới vừa muốn nói cái gì, cái gì chẳng lẽ, tù trưởng hỏi ngược một câu. Thạch Nha giải thích. Ta lấy là ý ngươi là muốn cho cái khác thị tộc cũng nhập chúng ta, tù trưởng nói. Ta quả thật nghĩ như vậy, nhưng cái này muốn xem cơ hội. Nếu không cần thiết, không người nguyện ý chủ động cũng nhập cái khác thị tộc, dừng một chút, hắn lại nói. Tóm lại, chuyện này tạm thời không gấp, chỉ ít chờ chúng ta làm xong tộc nhân tang lễ, có lẽ ở ở trên tang lễ, đại linh sẽ có tiến một bước gợi ý hai người lại trò chuyện một lát, bầu trời liền tờ mờ sáng, một ít dậy sớm tộc nhân đi ra lều vẩy, hai người liền mỗi người trở về. Lúc sáng sớm, mã tiếu mở mắt ra, duỗi người, đối với mình vượt qua chất lượng ngủ cảm thấy hài lòng. Mặc dù dạng sáng hơn 3 giờ mới ngủ, nhưng buổi sáng nhưng cũng không khốn, nhất là tối hôm qua tốc độ ánh sáng chìm vào giấc ngủ trải qua. Để cho kiếp trước thói quen liền mất ngủ hắn nhất là vui vẻ yên tâm. Mã Tiếu bắt đầu sáng sớm dậy vệ sinh công tác mà đây nghiêm trọng phá hư chất lượng tốt ngủ mang tới hào tâm tình. Người anh điêng không có giấy vệ sinh. Đại tiện sau này, tùy tiện tìm cái thứ gì lau một chút, đây chính là sinh hoạt trạng thái bình thường, đây đối với Mã Tiếu mà nói không thể nghi ngờ là một loại hành hạ cũng may hắn trên đại tiện trước liền ý thức được vấn đề trước thời hạn tìm mấy khối bề ngoài tích khá lớn lại so với là mượt mà đá cũng coi là may mắn trong bất hạnh bất tiện ở giữa đại tiện nghĩ đến ngày sau cũng đều như vậy đi nhà cầu mã tiếu đối với thúc đẩy indian xã hội phát triển ý nguyện càng thêm mãnh liệt đại tiện sau đó còn có rửa mặt vấn đề đánh răng là đừng suy nghĩ, xúc miệng một chút thì phải, rửa mặt cũng không quá mức thuận lợi, bởi vì không có thích hợp đồ đựng. Tộc nhân đựng nước dùng là da chế túi nước, nhưng đồ chơi này hiển nhiên không thích hợp rửa mặt. Mã tiếu tìm nửa ngày, thích hợp nhất cũng không không chính là một cái dùng bò rừng đầu lâu chế thành đồ đựng, miễn cưỡng coi là một chậu. Rửa mặt để gặp thông qua trong nước đổ ánh, hắn nghiêm túc quan sát một sẽ tự mình bây giờ tướng mạo. Ừ, mặc dù 9 tuổi rất lộ vẻ non nớt, nhưng không thể không nói, còn thật đẹp trai. Nhất là ánh mắt đặc biệt ngây thơ. Mọi người công việc chủ yếu vẫn là chuẩn bị tang lễ, Mã Tiếu Thành tựu đứa nhỏ không cần tham dự cái này, nhưng lại phải tiếp nhận chiến đấu huấn luyện, dĩ nhiên còn có phong thanh. Bên trong tộc cái tuổi này đoạn đứa nhỏ chỉ còn lại bọn họ hai cái. Phụ trách huấn luyện hai người bọn họ là một cái 40 tuổi ra mặt, vóc người to lớn chiến sĩ, đầu đội 4 cây lông vũ, tên là Đoạn Phủ, hắn cũng là hậu kiên phụ thân. Đoạn Phủ là một cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, từ hắn trên đầu tượng trưng chiến công 4 cây lông vũ liền không khó nhìn ra. Ngày hôm nay trước hay là từ bắn tên bắt đầu? đoạn phủ nói, đưa tay chỉ một cái, cầm ra các ngươi cung tên, hướng về phía bên kia cái bia bắn tên, ta sẽ uốn nắn lỗi của các ngươi lầm, ừ. Hai cái đứa nhỏ kêu, ngay sau đó dương cung lắp tên. Chốc lát chỉ nghe, hưu, hai mũi tên trước sau bay ra, đều thành công bắn chúng cái bia, mặc dù so với là bên bờ, nhưng đối với hai cái đứa nhỏ mà nói, cái này đã không tệ khô khan luyện tập kéo dài, bắn tên, bắn tên, bắn tên, sau đó chính là lưỡi diều. Trừ cung tên ra, người Apache trọng yếu nhất vũ khí chính là búa đá, sử dụng phương thức chia hai loại, chủ yếu là bay ném, thứ nhì là cận chiến. Ở cán diều cài nút dây thừng, cầm dây thừng vung cánh tay tròn ném, sau đó ở thời cơ thích hợp buông tay, diều bay liền bắn ra. Diều bay tầm bắn không xa, nhưng uy lực rất lớn, có thể đem người mở gáo buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc mã tiếu lâm vào suy tính trước mắt tới xem cung tên và diều bay vẫn tương đối hữu dụng nhưng hắn rất rõ ràng theo súng ống phát triển vũ khí lạnh tác dụng càng ngày sẽ càng nhỏ nhất là tiếp theo mấy chục năm chính là súng ống phát triển dục vọng sang năm dúng trường ray liền chính thức đẩy ra đem hàng loạt tinh lực tốn ở vũ khí lạnh huấn luyện trên chân thực có chút lãng phí Nghĩ tới đây, Mã Tiếu trở lại mình lều vải, cầm ra hắn Kentucky súng trường, lại lấy ra đạn dược, chuẩn bị thử nghiệm một tí lắp đạn. Cái thời đại này súng ống, phiền toái nhất chính là lắp đạn, tuyến súng hỏa mai nhất là phiền toái, bởi vì nòng súng bên trong có đường khương tuyến. Đưa đến đạn dược từ họng súng bỏ vào lúc lực cản rất lớn, không chỉ có muốn thông cái thọt, còn muốn dùng mộc chùy gõ hắn kiếp trước xem qua một ít liên quan tới súng ống video thân thể to lớn biết cái loại này trước trang súng kíp lắp đạn quy trình nhưng đối với chi tiết nhưng không có nắm chắc vì vậy thời điểm thử mã tiếu một bên nhớ lại một bên xem xét kentucky súng trường kết cấu tốt mấy phút mới đem đạn dược đeo sau đó chạy ra bên ngoài đất trống cố ý cách xa doanh trại sau đó nhắm ngoài mấy chục thước một thân cây ấm rất tốt mao cũng không có bắn chúng nhưng chỉ ít chứng minh hắn lắp đạn thủ pháp không thành vấn đề mã tiếu không có lần nữa bắn hắn từ cái đó trên người da trắng vơ vét đạn dược không mấy phát không chịu nổi bắn bia luyện tập biết lắp đạn thủ pháp là được muốn luyện tập bắn súng đầu tiên được có đầy đủ đạn dược cái này ở người da trắng trong xã hội có thể lấy trở lại doanh trại trên đường mã tiếu ý bên ngoài gặp phải liền phong thanh ngươi làm sao tới, ta nghe được có tiếng súng, là ngươi mở, phong thanh nhìn trong tay hắn súng trường. Đúng vậy, cái này là người da trắng vũ khí, ta cảm thấy nó rất cường đại, chúng ta hẳn xem học tập cung mũi tên học tập nó, mã tiếu nói. Người cảm thấy nó so cung tên dễ xài, phong thanh hỏi. Mã tiếu, chỉ ít ở có chút cảnh tượng hạ, tất nhiên như vậy, nếu không người da trắng sẽ không đem súng thành tựu vũ khí chủ yếu. Phong Thanh trầm mặc một lát, ngay sau đó gật đầu một cái. Người nói đúng, hai người cùng nhau trở lại doanh trại. Không ngờ mới vừa trở lại doanh trại, liền thấy cách đó không xa rất nhiều tộc nhân vây chung chỗ, tựa hồ ở nóng bỏng thảo luận cái gì. Đây là thế nào, Mã Tiếu không giải thích được đây là một cái tộc nhân chạy tới, hào hứng đối với Phong Thanh nói. Phong Thanh, người phụ thân không có chết, hắn trở về. Người mau đi qua, à. Nhà, Phong Thanh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra một chút thất lạc diễn cảm, cúi đầu lặng lẽ hướng đám người đi tới. Mã Tiếu chú ý tới Phong Thanh biểu tình biến hóa. Cái đứa nhỏ này rõ ràng có chút đáng ghét hắn phụ thân, còn như nguyên nhân. À ha ha ha. Con trai, ba ba trở về." Phong Thanh phụ thân tên là nói lớn tiếng, hắn lớn tiếng nói, có phải hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ. "Ha ha ha, thế nào, con trai, ngươi không cao hứng sao?" Nói lớn tiếng còn ở vui vẻ cười to. "Ừ, Phong Thanh hết sức cố gắng để cho mình xem không buồn không vui, nhưng chán ghét thần sắc vẫn là không thể tránh khỏi có chút lộ ra." hắn tính cách nội liễm mà yên lặng hắn phụ thân nhưng vừa vặn ngược lại người cũng như tên tính cách thô lỗ ngày thường nói chuyện hết sức lớn tiếng hơn nữa nói lớn tiếng trên đầu chỉ có một cây lông vũ vẫn là tù trưởng từ an ủi ban cho có thể gặp hắn làm một chiến sĩ trình độ chân thực chưa ra hình dáng gì không có chiến công có thể nói con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân một nghìn tám trăm bốn mươi indian trọng sinh tưởng bất tưởng cật tây qua thủ thuật sơ cứu hai lick nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com hai tháng sau bởi vì phong thanh cái đó thô lỗ phụ thân trở về mã tiếu thân phận xảy ra biến hóa lớn từ chỉ hai cô nhi một trong biến thành duy nhất cô nhi nhưng cái này cũng không để cho mã tiếu đổi được càng cô đơn trên thực tế vì cách xa phụ thân phong thanh đem càng nhiều hơn thời gian tốn ở liền chiến đấu huấn luyện cùng với và duy nhất bạn cùng lứa tuổi mã tiếu sống chung bên trên theo sống chung thời gian gia tăng phong thanh phát hiện cùng đi qua so sánh mã tiếu tựa hồ đổi được đặc biệt thông minh và hài hước có lúc thậm chí có thể đánh xuyên hắn vượt qua cười điềm cái này rất bình thường, mã tiếu dẫu sao là hệ thống thời đại người, trong đầu óc tiết mục ngắn và nói bậy nói bạ so người anh, điêng chỉ ít nhiều hơn hai cái số lượng cấp. Đối mặt trẻ vị thành niên còn muốn lại thêm một vài lượng cấp. Vì vậy hai người thành bạn tốt. Mã tiếu mỗi lần đi ra ngoài thu thập nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ để cho trên phong thanh cùng nhau. Hắn rất vui lòng làm như vậy, hợp lý ăn uống kết cấu đối với nhi đồng tác dụng rất lớn, ở hắn xem ra, đây chính là ở cho tương lai bạn đồng đội soát bắp. Hôm nay là bắt cá, đúng không? Không sai. Hai người chuẩn bị xong cá cái, trường mâu, đi vùng lân cận con sông. Dĩ nhiên, còn có vũ khí phòng thân, cung tên và mã tiếu Kentucky súng trường gấu ngủ đông thị tộc ăn cá tôm so với thiếu, nhưng bắt cá kỹ thuật vẫn có một ít, ví dụ như người Anh, điêng thường gặp trường mâu bắt cá thuật, cũng chính là ở khu nước cạn dùng trường mâu cắm cá kỹ xảo. Đi qua hai tháng luyện tập, hai người đã nắm giữ loại kỹ thuật này, hiệu suất cũng không tệ lắm. Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt, một hồi bận rộn sau này, bọn họ mang tổng cộng sắp xỉ 10kg mấy cái cá sông trở lại doanh trại như thế nhiều cá hai đứa trẻ con dĩ nhiên không ăn nổi, bọn họ vậy sẽ chế thành cá khô, giống như thịt bò khô như vậy, để lâu dài gìn giữ. Đi trên đường, mã tiếu huyết sáo lên, thổi là mặt trăng thuyền giai điệu. Không có biện pháp, gia tộc thiên phú quá mạnh mẽ, liền giống phụ thân như nhau, miệng của hắn tiếu vậy rất lành lót rõ ràng, cơ bản có thể làm một loại nhạc khí. Phong Thanh lúc bắt đầu còn định bắt trước, nhưng hiện tại đã buông tha, an tâm nghe ca, trước thời hạn hơn 100 năm hưởng thụ được liền tùy thân nghe thể nghiệm. Tìm người mượn cái lửa, bọn họ bắt đầu nấu cá. Con trai, các ngươi ở nấu cá sao? Tới, lại thả điểm bò rừng thịt. Nói lớn tiếng chạy tới, không nói lời nào liền hướng nồi đá bên trong ngã một chồng dã thịt bò khô, cháo văng khắp nơi hành động này chớ nói phong thanh, liền liền mã tiếu cũng không khỏi nhíu mày. Người có thể nhỏ giọng một chút sao, phong thanh nói câu. Đây cũng là lớn tiếng. Người muốn cho ta hơn nhỏ giọng. Nói lớn tiếng mở to hai mắt, lớn tiếng nói, bầu trời chim cúi đầu xem xét, các tộc nhân nhưng đã sớm không có thấy lạ. Phong thanh một hồi hít thở sâu, thân thể khẽ run, ánh mắt tan rã. Hắn hiển nhiên bị chọc tức nhưng không phải là bị phụ thân khí, mà là bị mình khí, hắn khí mình lại nói, ngươi có thể nhỏ tiếng một chút sao? Hắn biết rất rõ ràng những lời này chỉ có thể đổi lấy, đây cũng là lớn tiếng, nhưng hắn vẫn là không có nhịn được, hắn cảm giác được mình chính là một phế vật. Mã tiếu đem hết thầy các thứ này nhìn ở trong mắt, không thể không nói nói lớn tiếng tính cách và thói quen do so phong thanh càng giống như cái đứa nhỏ cũng khó trách phong thanh không muốn cùng phụ thân chung một chỗ tránh được nên tránh nói lớn tiếng cũng không đổi hoặc là nói căn bản không đổi được chỉ biết là lấy tất cả loại lý do vụng về đi con trai bên người góp lấy làm cái này có thể cứu vãn một chút quan hệ cha con kết quả chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại phong thanh trừ hết sức cố gắng giữ yên lặng bên ngoài chớ không có cách nào khác khuyên khóc nháo nổi giận chỉ sẽ lãng phí tinh lực bởi vì là cha ruột tồn tại hắn toàn bộ tuổi thơ đều là đối với yên lặng và nhẫn nại luyện tập con trai kể cho ngươi câu chuyện ngươi biết thỏ tại sao thích nó cái đuôi sao nói lớn tiếng tựa như nhớ ra cái gì đó câu chuyện thú vị phong thanh cúi đầu không nói bầu không khí có chút lúng túng dĩ nhiên chỉ ở mã tiếu và phong thanh tới giữa tràn ngập nói lớn tiếng hồn nhiên không cảm giác may vào lúc này đỉnh đầu trong lều bỗng nhiên truyền tới trận kinh hoàng gào thét cứu mạng màu màu cứu đệ đệ ta thế nào đã xảy ra chuyện gì các tộc nhân rối rít nghe tin chạy tới mã tiếu phong thanh còn có nói lớn tiếng dĩ nhiên vậy chạy tới Bọn họ chạy đến thời điểm, chỉ gặp bên ngoài lều, một cái 13-14 tuổi mái tóc dài thiếu niên đang nằm trên đất, hai người họ tay che cổ, sắc mặt đỏ lên, lườm mắt, mắt xem thì phải mất đi ý thức. Tóc dối thế nào, tát mãn thạch nha hỏi. Tóc dối ca ca một mặt nóng này. Hắn, hắn nghe thở, nghe thở. Mặc dù cái này nghe vào tựa hồ là cái vấn đề nhỏ, nhưng trên thực tế, từ lâu nay, ăn cơm nghẹn người chết cũng không tính là nhiều hiếm, dù là đến đời sau nghẹn đối với nhân loại tạo thành tử vong cũng cùng tai nạn giao thông kém không nhiều người anh điêng tát mãn cũng là bác sĩ nhưng trong thực tế tối đa chính là một nghiệp dư tài nghệ bác sĩ tâm lý chân chính có thể coi như y thuật đồ rất ít lại hơn tập trung ở ngoại thương lãnh vực vì vậy rất nhanh thạch nha liền hai tay chắp tay nhắm mắt lại trong miệng nói lẩm bẩm đại linh phù hộ đại linh phù hộ đại linh phù hộ đại linh phù hộ Độc nhân vậy rối rít bắt đầu cầu nguyện mau tránh ra mã tiếu nửa ngày không chen vào nhất thời có chút nóng nảy lập tức liền chen mang kêu cuối cùng từ đám người chen vào hắn không nói lời nào xông lên chính là một cái thủ thuật sơ cứu hai lếch. mã tiếu để cho người khác từ cạnh đỡ dậy tóc rối đồng thời mình đứng ở tóc rối sau lưng tay trái từ sau đi vòng qua trước người của nó nắm quyền xứ gan bàn tay hướng về phía trên đó bụng sau đó tay phải cầm quyền trái, nhanh chóng thêm tiết tấu hướng bụng đánh vào. Hắn còn nhỏ tuổi, cho nên cần người giúp đỡ, đồng thời còn muốn sử dụng 120% khí lực. Tiểu Tiếu từ đây là đang làm gì? Đây còn phải nói, rõ ràng cho thấy đang khiêu vũ, nói lớn tiếng lớn tiếng nói. Nhảy mẹ ngươi, nghe được câu này, Mã Tiếu trong lòng không khỏi mắng to, cứu người lại có thể có thể bị làm khiêu vũ. Bất quá cái này thật ra thì không tính là quá ngoại hạng, ở rất nhiều người anh điên xem ra, khiêu vũ đúng là một loại phương pháp chữa bệnh. Mười mấy giây sau đó, tóc rối oa à, khạc ra một khối bò rừng thịt, sau đó bị người dìu đỡ, một bên mắt bốc sao kim, một bên từng ngụm từng ngụm thở hồn hển nửa ngày không thong thả lại sức. Tóc dối được cứu rồi. Đây là làm sao làm được, thật không tưởng tượng nổi, tiểu tiếu tử nhất định là lấy được đại linh gợi ý gặp người đã được cứu, mã tiếu vậy thở phào nhẹ nhõm, suy tính như thế nào dùng tộc nhân có thể nghe hiểu chủ nghĩa di vật ngôn ngữ giải thích thủ thuật sơ cứu hai lích. Đánh vào bụng của hắn, trong bụng khí dĩ nhiên là có thể đem đồ vật đỉnh đi ra ngoài, mã tiếu hết sức cố gắng thông tục giải thích, một bên lại làm mẫu liền một tí động tác. Động tác rất đơn giản, mọi người một học liền biết nhưng vẫn có rất nhiều người tin tưởng đây là đại linh gợi ý cái gọi là đại linh có thể hiểu là người anh điêng thượng đế nhưng càng trừu tượng một ít có chút tương tự thánh quang cái loại này khái niệm là một loại tương đối nguyên thủy và mông lung tín ngưỡng tộc nhân như thế cho rằng còn không sao cả tát mãn thạch nha cũng cho là như vậy hắn đầu tiên là từ giật mình trung bình phục sau đó trầm tư một lát tiểu tiếu tử Ngươi cùng ta tới, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. 1840 Indian trọng sinh tưởng bất tưởng cật tây qua tát mãn học nghề. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Mã tiếu bị thạch nha kêu vào lều vải, bên ngoài tộc nhân hô thanh âm huyên náo còn đang kéo dài. Người mới vừa cứu tóc rối như vậy y thuật là ai nói cho ngươi, thạch nha hỏi. Ách! không phải ai nói cho ta chính là chính ta cảm thấy như vậy hẳn có thể được mã tiếu chỉ có thể nói như vậy nói phát minh cái này quýnh lên cứu pháp biển mỗ lập khắc bác sĩ ở hắn trước trọng sinh mấy năm mới đi đời cái này sẽ trả lại cho không ra đời đây đó chính là đại linh gợi ý thạch nha ngay sau đó làm ra phán đoán được rồi ngươi nói là đó chính là đi mã tiếu không có phản bác hắn cũng không cách nào phản bác đại linh cái khái niệm này không giống thần phật như vậy cụ thể trí cao vô thượng nhưng lại hư không mờ mịt huyền diệu khó giải thích nhân cách sắc thái rất nhạt gì cũng có thể thuộc về kết đến trên người nó liên quan tới nó hết thảy tranh luận cũng có thể ồn ào ra hai luật gánh phản đại linh nhân cách sắc thái nếu như lại nhạt đi một chút phỏng đoán là có thể biến thành đại tự nhiên cùng nghĩa từ vì vậy đối với cái loại này tôn giáo khái niệm mã tiếu về tình cảm vậy không thế nào mâu thuẫn dứt khoát liền ngầm thừa nhận đi xem ra ngươi rất thích hợp học tập tát mãn kiến thức thạch nha nói tiếp theo một mặt nghiêm túc nhìn mã tiếu đôi mắt lấp lánh đứa nhỏ ngươi muốn trở thành là tát mãn sao mã tiếu ngẩn ra ngay sau đó cảm thấy do dự hắn dĩ nhiên muốn trở thành tát mãn đối với người anh điêng mà nói đây là một cái trọng yếu thân phận có cái này một tầng thân phận sẽ dễ dàng hơn lấy được được mọi người đồng ý nhưng muốn trở thành là tát mãn lại cần học tập không thiếu kỳ kỳ quái quái đồ ví dụ như tất cả loại nhảy đại thần kỹ xảo làm sao mã tiếu cuối cùng vẫn là quyết định phối hợp cái tát mãn thân phận lập tức thường nói muốn ta muốn học tát mãn thạch nha lộ ra nụ cười bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta học đồ ta sẽ đem một cái tát mãn hẳn có kiến thức cũng dạy cho ngươi từ đó sau đó mã tiếu trừ muốn cùng đoạn phủ học tập kỹ xảo chiến đấu bên ngoài mỗi ngày còn muốn rút ra thời gian và thạch nha học tập tát mãn văn hóa bất quá hắn có thời gian thời gian ngược lại đổi nhiều vì để cho hắn học tập tát mãn thạch nha từ thể dục lão sư đoạn phủ nơi đó yêu cầu không thiếu giờ học lúc đó mà tát mãn dẫu sao là não lực phương diện học tập mã tiếu luôn là có thể rất nhanh học tập sau đó liền có thể tự do hoạt động mã tiếu không có lãng phí những thứ này có thời gian thời gian hắn bắt đầu càng phổ thích rèn luyện thể dục chiến đấu huấn luyện mặc dù vậy coi là rèn luyện thể dục, nhưng dẫu sao là lấy vũ khí lạnh tác chiến là hạch tâm, đối với giống vậy lực lượng, tốc độ. Sức chịu đựng cùng căn bản thân thể tố chất cũng không chú ý, đoạn phủ cũng không hiểu cái này, hắn cũng biết bắn tên, ném diều. Mà ở mã tiếu trong mắt, những thứ này căn bản thân thể tố chất so vũ khí lạnh kỹ xảo sử dụng càng có giá trị, chỉ ít càng cái phổ quang cầu, ở thời đại binh khí nóng vậy rất hữu dụng trừ cái này ra, đang học tát mãn văn hóa trong quá trình, hắn còn này sinh một cái khác ý tưởng, chữ viết. Apache tiếng nói không có chữ viết, hết thầy văn hóa đều là miệng truyền miệng, văn minh tự nhiên khó mà phát triển. Bất quá làm một giáo viên vật lý, Mã Tiếu đối với lần này cảm thấy không thể nào ra tay, hắn không ngôn ngữ gì học kiến thức, hoặc là có thể xê ngôn ngữ lập trình vậy coi là có lẽ có thể thử nghiệm cầm chung văn rời tới 21, 22, 23, Mã Tiếu một bên làm hít đất vừa suy tính liên quan tới ngôn ngữ vấn đề. Ngay tại lúc này, Thạch Nha từ bên ngoài lều đi vào, thấy hắn động tác, không khỏi hỏi một chút. Người đang làm gì, đây là ta. Phát minh vũ điệu. Mã Tiếu phát hiện vũ điệu là một cái dễ dàng bị tộc nhân tiếp nhận khái niệm. Thạch Nha gật đầu một cái, không có hỏi lại, mà là đổi câu chuyện có tin tức tốt một cái huynh đệ thị tộc sắp tới đây nhờ cậy chúng ta mã tiếu ngẩn ra nhờ cậy chúng ta không sai nhìn ra được thạch nha tâm tình không tệ mặc dù mấy tháng trước chúng ta mất đi rất nhiều phái nữ tộc nhân nhưng cái này cái huynh đệ thị tộc tình huống nguy cấp hơn một ít ở một chàng cùng người mễ trong xung đột bọn họ người đàn ông cơ hồ đều chết trận thì ra là như vậy dưới mắt đã bắt đầu bắt đầu mùa đông, sinh hoạt dần dần gian khổ, không có người đàn ông thị tộc, rất khó nhịn qua mùa đông, nhất định phải đầu dựa vào người khác. Gấu ngủ đông thị tộc liên can già trẻ, đối với lần này dĩ nhiên vậy là đặc biệt tình nguyện. Chúng ta đã phái ra một chi đội ngũ đi tiếp ứng các nàng, ba ngày sau, chúng ta liền có thể gặp được các nàng, Thạch Nha bổ sung nói tiểu tiếu tử ngươi tốt nhất chuẩn bị một tí ở hợp tộc trong nghi thức ta sẽ để cho ngươi là chúng ta đường xa tới các tỉ muội thổi một khúc huýt sáo miệng của ngươi tiếu tinh xảo như vậy các nàng nhất định sẽ thích ngươi mã tiếu âm hưởng thuộc tính đã ở thị tộc truyền ra mọi người động một chút là tìm hắn thổi một bài hát như vậy long trọng trường hợp tự nhiên không thiếu được hắn Ba ngày sau, một cái giá rét nhưng lại quang đãng trạng vạng tối, ở gấu ngủ đông thị tộc một đám người đàn ông trông mong ngóng trông bên trong, đến từ Tây Nam huynh đệ thị tộc rốt cuộc đến doanh trại. Hoặc là hẳn gọi tỉ muội thị tộc, mã tiếu xa xa nhìn một mắt, cảm thấy trừ gấu ngủ đông thị tộc đi tiếp ứng hộ vệ đội ra, cơ hồ toàn là phụ nữ, phỏng đoán có tám chín mươi cái những nữ nhân này thủ lãnh là cái hơn 20 tuổi cô gái, nàng lớn lên mạo mỹ, vóc người đều đặn, da trắng nõn, trước ngực rãnh rất sâu. Các nam nhân không nhịn được hướng nàng nhìn, nhưng rất nhanh liền bị trợn mắt nhìn trở về, nữ nhân này mặc dù dáng rất đẹp hình dáng, tính cách lại tựa hồ như không dễ sống chung. Ánh mắt rất có xâm lược tính, trong tay còn cầm chiếc rìu và mộc thuẫn, dưới háng cưỡi một con ngựa cao lớn. Nàng thật là dữ à, cô gái này là ai, mọi người nghị luận. Có người giải thích, nàng chắc là hồng nữ, các nàng tù trưởng ba lão bà, bọn hắn người đàn ông chết sạch sau đó, hiện tại do nàng dẫn tộc nhân. Indian bộ lạc phần lớn chống đỡ một chồng nhiều vợ, gấu ngủ đông tù trưởng và thạch nha cũng có hai cái lão bà. Bất quá đối với tộc nhỏ nhóm mà nói, ba cái lão bà vẫn là hơi có chút nhiều đội ngũ đến doanh trại hồng nữ tung người xuống ngựa thở ra một hơi sau đó hơi khom người thăm hỏi gấu ngủ đông tù trưởng hoan nghênh các ngươi thị tộc tỉ muội gấu ngủ đông tù trưởng dẫn đầu ra nghênh tiếp tay cầm tiết trượng mặt nở nụ cười thăm hỏi đơn giản sau đó lão tù trưởng vung tay lên chuẩn bị lấy lửa đối với tất cả văn minh mà nói ngọn lửa đều là thần thánh thời kỳ đồ đá văn minh lại là như vậy mỗi trọng yếu hoạt động và ngày lễ ngọn lửa luôn là tất không thể thiếu theo tù trưởng mệnh lệnh mấy cái trên mình đồ có ngọn lửa đồ án người đàn ông mang cung lửa ra sân cung lửa là đánh lửa một loại công cụ hình thái trên chính là một cây cung lấy lửa lúc đem nó dây cung quấn ở trên côn gỗ sau đó thông qua lặp đi lặp lại kéo lôi động tác thực hiện chui mộc loại phương pháp này thuộc về đánh lửa cải tiến bản, thấp xuống tay xoa bị thương nguy hiểm, hiệu suất cũng càng cao. Từ động tác trên xem, cũng có thể dùng cưa mộc lấy lửa tới hình dạng. Dưới mắt mấy vị này thân đồ hỏa văn người đàn ông chính là trong tộc lấy lửa chuyên gia, trong tộc sử dụng ngọn lửa cũng xuất xứ từ bọn họ tay. Giữa bọn họ lấy lửa thi đấu, thường thường cũng là trọng yếu nghi thức mở man. Bắt đầu. Vừa dứt lời, mấy người liền bắt đầu so đấu trước điên cuồng cưa mộc, đảo mắt liền mặt đỏ tới mang tai, trong không khí nhanh chóng tràn đầy dậy tiêu trước mùi. Ô lạc lạc lạc, các tộc nhân cũng đều hưng phấn, đi theo kêu la om xóm. Đáng tiếc quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu, ước chừng qua nửa phút cỡ đó, thì có một cái người đàn ông dơ lên ngọn lửa, gieo hò tuyên cáo tranh tài thắng lợi. Hai giây sau đó, một người khác vậy hoàn thành lấy lửa, nhưng lại ủ rủ cúi đầu, thắng lợi vĩnh viễn chỉ thuộc về một người. Tù trưởng nhận lấy người thắng ngọn lửa, đốt giữa doanh trại đống lửa. Để cho chúng ta bắt đầu nghi thức đi, tối nay sau đó, chúng ta tổ tiên liền sẽ gặp lại, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. 1840 Indian trọng sinh tưởng bất tưởng cật tây qua âm nhạc ra nghe chọn bộ tại mê audio com tiếp theo chính là hợp tộc nghi thức đầu tiên là tế tự hoạt động mọi người vây quanh đống lửa cầu nguyện tế tự thần linh và tổ tiên còn có thị tộc đồ đằng gấu ngủ đông thị tộc đồ đằng là một cái nguy nga bắc mỹ gấu xám gấu to nằm ở băng tuyết bên trong nhắm mắt an nghỉ tế tự kết thúc mọi người ở cười vui bên trong uống rượu ăn thịt Cùng lúc đó, các nam nữ lẫn nhau xem xét vì trở thành lập gia đình mới làm chuẩn bị. Hai bên cơ hồ đều là quan phu và quả phụ, tiếp theo tất nhiên sẽ có rất nhiều gia đình mới đi đôi với thị tộc thống nhất mà ra đời. Gấu ngủ, đông thị tộc không có trưng cất rượu truyền thống, uống rượu đều là ở cùng những bộ tộc khác trao đổi hoặc là quá trình chiến đấu bên trong lấy được những rượu này căn bản đều là dùng bắp gây thành rượu cồn số độ rất thấp mã tiếu nếm một chút cảm giác và đời sau bia kém không nhiều nhưng hắn gần đây không thích uống rượu từ tò mò hưởng qua một hơi sau đó cũng không lại đụng hắn chỉ thích vui vẻ nước âm nhạc ra thạch nha nhìn về phía mã tiếu mặt mỉm cười để cho chúng ta mới tộc nhân thưởng thức ngươi một chút âm nhạc đi lời còn chưa dứt, già trẻ trai gái hơn một trăm đạo ánh mắt liền trước sau nhìn về phía mã tiếu. Mặc dù thường xuyên có người đặc biệt tới nghe hắn huýt sáo, nhưng lập tức tụ tập nhiều người như vậy vẫn là lần đầu, nhất là trong đó còn có như thế nhiều phái nữ, hắn nhất thời có chút không thích ứng. Cái này làm cho hắn có loại khác thường tức coi cảm, tựa như kiếp trước khi còn bé ăn tết ở thân thích trước mặt biểu diễn tiết mục. Dĩ nhiên, nội tâm lúng túng rất ít lộ ra ở mã tiếu trên mặt, mặt hắn ra mặc dù không dày, nhưng chất lượng tốt vô cùng. Hắn ung dung hồi tưởng một tí, hơi làm nổi lên, ngay sau đó du dương tiếng huyết gió từ hắn trong miệng vang lên. Lần này hắn thổi giai điệu là dám hỏi đường ở phương nào, cũng chính là lão bản Tây Du Ký TV chủ đề ca nhạc. Hắn cảm thấy dưới mắt bầu không khí còn thật thích hợp bài hát này người chọn lựa trước gánh ta dắt ngựa nghênh đón mặt trời mọc đưa đi ánh nắng chiều ngựa và hành lý ngay tại mọi người bên người mà ánh nắng chiều mới rơi xuống không lâu gấu ngủ đông giữa doanh trại đống lửa mới vừa thay thế nó ánh chiều ta mặc dù chỉ có âm nhạc không có lời ca nhưng các tộc nhân vẫn bị bài hát này thật sâu hấp dẫn du dương phiền muộn thêm kiên định vui gió để cho bọn họ nhận an tĩnh lại chuyên chú lắng nghe cái này rất ít gặp. Đối với trọng đại tụ họp, người anh điêng gần đây sùng bái náo nhiệt, thường thường từ đầu tới đuôi đều sẽ có người ô lạc lạc kêu kêu cho, không được an bình. Mà giờ khắc này, vô luận là ai, cho dù là phong thanh vậy thô lỗ om sòm phụ thân, vậy ngoan ngoãn ngậm miệng lại, yên lặng nghe âm nhạc liền một lát toàn bộ trong doanh trại trừ đống lửa ở quỷ gỗ trên đập tí tách tiếng, cùng với gió lạnh khi thì thổi qua, vèo vèo tiếng, liền chỉ còn lại dám hỏi đường ở phương nào thong thả điệu khúc. Mã tiếu lúc đầu thượng lơ đễnh nhưng theo mọi người yên lặng lắng nghe, chính hắn vậy càng ngày càng tiến vào trạng thái, những ngày qua chỉ nhớ ở đầu óc bên trong chiếu phim. Được thổi xong sau đó, nói lớn tiếng đứng bật lên tới, hai tay giơ qua đỉnh đầu điên cuồng vỗ tay. Những người khác vậy đi theo dối rít khen ngợi. Đây là phát ra từ nội tâm ca ngợi. Ở người Anh, điên đồ đá xã hội, tinh xảo huyết sáo tuyệt đối có thể so với đứng đầu nhất nhạc khí, mà mã tiếu thổi bài hát lại là đời sau kinh điển giang khúc. Bản thân liền có vượt qua thời không mị lực đặc biệt chớ nói người anh điên, chính là ở thời đại này thực dân toàn cầu người Tây Phương, nghe cái bài này huyết sáo khúc chỉ sợ cũng sẽ có tiến vào thế giới mới cảm giác. Thật là dễ nghe, thổi được quá tốt, tới một cái nữa, đi tiểu tiếu tử, tới một cái nữa, tới một cái nữa, mọi người kêu la om sòm nổi rỗ, mã tiếu không thể làm gì khác hơn là thổi một bài mới. Lần này hắn thổi là mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, để cho tử bắn bay chủ đề ca nhạc lại một thủ mê người âm nhạc, tộc nhân lần nữa an tĩnh lắng nghe, những thứ này Dũng Mãnh thiện chiến người Apache giờ phút này tựa như biến thành ca kịch viện bên trong thân sĩ. Bất quá cái bài này thường sứ Mã Tiếu liên tưởng đến anh hùng âm nhạc, giai điệu hơi có mấy phần bi hùng, một ít tộc nhân nghe một chút, có lẽ là nhớ lại chết đi người thân. Lại bắt đầu thật thấp khóc lên. Mã Tiếu ý thức được vấn đề, vội vàng dừng lại, xin lỗi, các vị bài hát này tựa hồ có chút bi thương, không có trách cứ hắn, có chỉ là đối với người trình diễn cũng khâm phục. Nhất là một ít tuổi tác và mã tiếu sắp xỉ đứa nhỏ nhìn về phía hắn, ánh mắt không khỏi tràn đầy sùng bái. Mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên kết thúc một đám đứa nhỏ vây hướng ở mã tiếu. Trước nhất chạy tới là một nam một nữ hai cái đứa nhỏ, bọn họ tướng mạo giống nhưng lẫn nhau xem không vừa mắt hơn phân nửa là tỷ đệ hoặc là huynh muội. Người thật là lợi hại. Bé gái lớn lên non nớt tươi ngon mọng nước, nàng không nhịn được nói, trong mắt bất chấp đốm sáng nhỏ. Chú bé thì do dự một tí. Ngươi là làm sao làm được, tại sao ta một chút thanh âm cũng thổi không ra, hừ, ngươi đần như vậy, dĩ nhiên thổi không ra. Bé gái sặc nói, lúc nói chuyện nàng còn nhảy một tí, tựa hồ định tăng cường những lời này sức thuyết phục nói thật giống như ngươi có thể thổi ra như nhau chàng trai bĩu môi rất là coi thường các ngươi tốt mã tiếu không mất lễ phép cười một tiếng giới thiệu mình ngươi khỏe ngươi khỏe ta kêu tiểu ma tước cô gái hai mắt sáng lên vậy vội vàng tự giới thiệu mình ta kêu tiểu xúc sinh chàng trai thì nói như vậy mã tiếu sửng sốt một chút ngươi kêu gì hắn hoài nghi mình nghe lầm tiểu xúc sinh Chàng trai hiển nhiên cũng biết danh tự này rất mắc cỡ, trên mặt lộ ra mấy phần buồn sắc, ta không thích danh tự này, nhưng mụ ta luôn là kêu như vậy ta, ta vừa không có khác tên chữ. Bất quá sớm muộn có một ngày, ta khẳng định sẽ ở trên chiến trường lấy được được một cái vô cùng vinh dự tên chữ. Tuyệt đối, Mã Tiếu xấu hổ, nhưng vậy rõ ràng liền tình huống người anh điêng lấy tên tùy ý, nhất là nhũ danh và tước hiệu, thường thường không dám nhìn thẳng, so Trung Quốc nông thôn, cầu đàn, loại chỉ có hơn chớ không kém. Lời tuy như vậy, bất quá tiểu xúc sinh, danh tự này không khỏi cũng quá. Rất hân hạnh được biết ngươi, tiểu xúc sinh, mã tiếu nói xong câu này nói tổng cảm thấy là lạ. Ngươi có thể dạy ta huyết sáo sao, tiểu xúc sinh nói dạy dạy chúng ta đi cái khác đứa nhỏ vậy rối rít nói như vậy hy vọng có thể học được này cùng thần kỹ cái này không tốt lắm dạy các ngươi chỉ có thể tự thử nghiệm mã tiếu tuy là giáo sư xuất thân nhưng chưa bao giờ đã dạy huyết sáu loại kỹ năng này vậy ngươi lại thổi một cái cho chúng ta xem xem tự chúng ta học được rồi mã tiếu đáp ứng ngay sau đó làm cho này chút đứa nhỏ thổi kỳ tích lại xuất hiện và nhiệt huyết người quyết đấu hai bài ca nhiệt liệt mênh mông khúc gió nhất thời tỉnh lại thế kỷ 19 trung nhị chi tâm, để cho bọn họ hơi tay múa chân. Bọn nhỏ hơi tay múa chân, tung tăng, những đại nhân vậy bắt đầu vây quanh đống lửa khiêu vũ, đây là nghi thức một phần chia, đồng thời cũng là tìm bạn lữ một loại phương thức. Nam nam nữ nữ ở vũ điệu bên trong dần dần thành đôi thành đôi, thậm chí có người tại chỗ rất nhiều hạ hôn ước nghi thức tiến hành được đêm khuya mới vừa kết thúc mọi người dần dần kết thúc để gặp lão tù trưởng và thạch nha ngồi ở trong góc trò chuyện tù trưởng ngươi không dự định lại kết hôn sao thạch nha hỏi lão tù trưởng trên đất gõ một cái cho khói không được một bó to tuổi tác thân thể trọng yếu hai người nói chuyện với nhau thời điểm ánh mắt dần dần nhìn về phía cách đó không xa mã tiếu mã tiếu như cũ ngồi ở một đám trong hai tử gian thổi tất cả loại mới lạ điệu khúc cười cười nói nói những thứ này đều là mới tới tộc nhân con cái nhưng lúc này lại không khỏi thân cận lại sùng bái nhìn mã tiếu tù trưởng ta cảm giác cái đứa nhỏ này đem trở thành anh hùng của chúng ta thạch nha từ trong thâm tâm cảm khái nói lão tù trưởng nhưng ở một hồi trầm mặc sau chậm rãi nói. Không, ta tát mãn. Người có thể sai, làm sao, thạch nha ngơ ngẩn. Lão tù trưởng trong mắt hiện ra bể dâu. Ta muốn hắn lại có thể có thể trở thành tất cả mọi người anh hùng, tất cả người. Người là chỉ tù trưởng không nói gì thêm, mà là có chút cố hết sức từ ngồi lâu mặt đất đứng dậy. Nên nghỉ ngơi, chúng ta trở về đi thôi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. 1840 Indian trọng sinh tưởng bất tưởng cật tây qua Tổng thống nước Mỹ chết. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Mùa xuân là cái tốt đẹp mùa. Đối với người anh điêng mà nói, năm 1841 mùa xuân nhất là như vậy. Trong lều, Thạch Nha đang là mã tiếu giảng bày, hắn dùng nhánh cây trên mặt đất đất cát trên phác họa hình vẽ, một bên giảng dài cái này là dùng để chữa trị ôn dịch hình vẽ, chúng ta ở sau khi vẽ xong, để cho bệnh nhân nằm ở trong, hắn có thể có được đại linh phù hộ, được. Mã Tiếu cảm thấy mười phần nhức đầu, nhưng còn chưa được không nghiêm túc học tập, vì đối phó sau này môn học khảo sát. Cũng may hình vẽ cũng không phức tạp, nếu không hắn sợ rằng phải nghỉ học, ở hắn xem ra, những thứ này thật sự là quá ngốc. Khuyên thạch nha buông tha những thứ này quái lực loạn thần đô coi như chưa thử qua, hắn cũng biết căn bản không có thể. Trên thực tế, hắn chỉ cần thoáng hiển lộ đối với quỷ thần chuyện nghi ngờ, Thạch Nha lập tức liền sẽ nghiêm túc phê bình hắn. Phải cải biến một người tín ngưỡng, quang nói phải trái là không đủ. Mã Tiếu rõ ràng điểm này, hắn thân phận bây giờ cuối cùng chỉ là một nhóc con, căn bản không có đầy đủ uy nghiêm đi thay đổi một cái người trưởng thành tinh thần tín ngưỡng. Cho nên hắn chưa bao giờ định ở tín ngưỡng về vấn đề thuyết phục Thạch Nha cái gì, hắn hiện đang suy tư chỉ là như thế nào biến đổi ngầm thay đổi trong tộc nhi đồng lối suy nghĩ. Đây cũng là tương đối có thể được. Giảng bài trong tiến hành, Thạch Nha hiện trường tới một nhảy đại thần làm mẫu, cũng yêu cầu Mã Tiếu đi theo hắn tiết tấu cùng nhau nhảy. Thạch Nha lúc này lão tù trưởng từ bên ngoài đi vào mặt mỉm cười nhìn xem mã tiếu nhảy được không tệ tin tưởng ngươi biết trở thành một cái kiệt xuất tát mãn thầy tế có chuyện gì không tù trưởng thạch nha dừng lại vũ điệu harrison chết lão tù trưởng dùng kém chất lượng phát âm lại lập lại một lần harrison harrison mã tiếu nhận rõ một tí cảm thấy tù trưởng nói đúng cái này tiếng anh tên Đúng vậy, lão tù trưởng lấy làm kỳ nói, ừ, tiểu tiếu tử, ngươi phát âm chính xác như vậy. Mã tiếu xấu hổ, hắn tại anh văn rõ ràng xem cất như nhau, phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn, đây hoàn toàn là bởi vì tù trưởng phát âm càng không đúng tiêu chuẩn. Cái nào Harrison, Thạch Nha hỏi, lão tù trưởng. Còn có thể là cái nào Harrison, đương nhiên là tổng thống nước Mỹ, cái đó đau phủ thủ tiên chi tiên đoàn ứng nghiệm, đại linh trừng phạt cái này tên khốn kiếp, thạch nha bừng tỉnh. Là hắn, hắn sớm chết rồi, tù trưởng nói tiếp. Chúng ta tối nay hẳn tiến hành nghi thức cầu thông đại linh, để cho cái này tên khốn kiếp linh hồn chịu đựng càng trừng phạt nghiêm khắc. Ngoài ra, chúng ta hẳn còn lễ truy điệu qua đời hắc báo quá cảnh, hắn mặc dù là người so nây, nhưng hắn hẳn đạt được tất cả mọi người tôn kính, hắn là người anh hùng. Không sai, ta cái này thì là nghi thức chuẩn bị, thạch nha gật đầu, sau đó thì mang theo mã tiếu, là tối nay hoạt động làm chuẩn bị công tác. Nghe hai người đối thoại, mã tiếu vậy rõ ràng là chuyện gì, Tổng thống nước Mỹ Harrison bị nhiễm sưng phổi bệnh chết nếu như là cái khác tổng thống nước mỹ chết người anh điêng chưa chắc gặp qua hơn chú ý mã tiếu cũng hơn phân nửa sẽ không có ấn tượng gì nhưng cái này vị nhưng rất đặc thù đối với người anh điêng mà nói harrison trên căn bản là ác ma cùng nghĩa từ bởi vì người này chính là lấy giết hại người anh điêng thành danh hơn năm trước, Harrison vẫn là một tên quân đội tướng lãnh, hắn ở trận tiếp bên trong, đối trận tộc Sonay lãnh tụ Tê Câm Xe, cũng chính là tù trưởng trong miệng hắc báo quá cảnh. Tê Câm Xe là một vị nổi tiếng nhân vật lãnh tụ, hắn cho rằng toàn thể người Anh điên hẳn liên hiệp chung nhau phản kháng người da trắng. Hắn chủ trương sinh ra tương đối lớn ảnh hưởng, thậm chí bị muốn ở nước Mỹ khuấy cất người Anh nhìn chúng, thu được người Anh trợ giúp. Đáng tiếc, tê câm xe ở trong cuộc chiến đấu này thất bại. Harrison đánh lấy được trận tiếp Pecano thắng lợi, sau đó đối với địa phương người anh điêng mở ra tàn sát, hắn còn tách rời tê câm xe thi thể, cũng đem lột người xuống ra chế thành mài đao mang. Cái này làm cho Harrison trở thành người Mỹ anh hùng dân tộc, cũng là ngày khác sau giòm ngó ngôi báu nhà trắng trọng yếu tiền đặt cuộc cùng lúc đó cái này còn vì hắn mang đến một cái nguyền rủa cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh lời nguyền típ pecano tê câm xe đệ đệ nguyền rủa nước mỹ mỗi qua 20 năm chết một người tổng thống ps lời nguyền típ pecano hay còn gọi là lời nguyền của tê câm xe là cụm từ đôi khi được dùng để nói tới sự kiện trong khoảng thời gian từ năm 1840 đến năm 1960, cứ Tổng thống Mỹ nào trúng cử vào các năm tận cùng bằng số không đều qua đời khi đang tại nhiễm. Cái này nguyền rủa còn thật ứng nghiệm. Trên thực tế, ở chỗ này sau hơn 100 năm bên trong, nước Mỹ quả thật mỗi qua 20 năm chừng sẽ có ở nhâm Tổng thống tử vong, cho đến Reagan Tổng thống mới dừng lại lời nguyền Tippecano lần đầu tiên ứng nghiệm, chính là Harrison Tổng thống. Cái này tàn sát người anh điêng đao phủ thủ, trở thành tổng thống thời điểm đã là 68 tuổi lão nhân, chế lúc đó tuổi tác ghi chép. Ước chừng qua một tháng, hắn liền không ngừng cố gắng chế khác hạng nhất ghi chép, lúc tại vị gian ngắn nhất tổng thống nước Mỹ vì ở nhậm chức buổi lễ trên đầy đủ biểu diễn phong thái của mình harrison tổng thống lấy lớn tuổi khu ở trong gió rét miệng lưỡi lưu loát một trận diễn giảng cuối cùng thành công bị nhiễm sưng phổi cũng ở một tháng sau thuận lợi bệnh chết đào tạo một đoạn giai thoại harrison chỉ làm một tháng tổng thống nước mỹ hơn nữa còn là ở trên giường bệnh làm tự nhiên không có chút nào thành tựu nhưng những chuyện này hành động lại để cho hắn danh tiếng vang xa cũng bị loài người ngu xuẩn lịch sử một lá thư thu ghi. Cho nên tại Mã Tiếu làm một thế kỷ 21 người Trung Quốc đối với vị này tổng thống tương đương quen thuộc, thậm chí biết hắn tên đầy đủ, William Henry Harrison. Tù trưởng Harrison là lúc nào chết? Mã Tiếu tìm được tù trưởng hỏi một câu. Ba ngày trước, lão tù trưởng thuận miệng nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Không việc gì, ta chỉ là cảm thấy chúng ta hẳn biết hắn đúng là cắt tin tức, để tốt hơn nguyền rủa hắn, mã tiếu biên cái lý do. Quả thật, lão tù trưởng suy tư một tí, cảm thấy rất có đạo lý, tiểu tiếu tử, người quả nhiên thích hợp làm tát mãn, thật ra thì mã tiếu là muốn biết chính xác ngày tháng. Người anh điên tin tức tắt nghẽn, đối với người da trắng sự việc biết quá mức ít, hắn mặc dù nghe ngóng dương lịch mấy năm niên đại, nhưng vẫn không hỏi thăm được càng chính xác ngày tháng mà Harrison ngày dỗ hắn là biết, bởi vì người này còn có hạng nhất chút thành tựu liền, vừa vặn chết ở tiết thanh minh. Nói chính xác, hắn thời điểm chết, Thái Bình Dương đối diện Trung Quốc vừa vặn ở qua tiết thanh minh. Xác định Harrison ngày dỗ mã tiếu dĩ nhiên là có thể xác định lập tức chính xác ngày tháng. Ba ngày trước, ừ, như vậy tính ra, ngày hôm nay hẳn là ngày 7 tháng 4 năm 1841 mã tiếu không khỏi thở ra một hơi lòng nói thật không dễ dàng mấy tháng cuối cùng biết chính xác ngày tháng về phương diện này là thị tộc tin tức tắt nghẽn mặt khác cũng là hắn tuổi tác quá nhỏ chỉ có thể lệ thuộc vào tộc nhân không có bất kỳ và ngoại giới tiếp xúc cơ hội mỗi lần nghĩ đến đây mã tiếu nội tâm cũng không nhịn được dâng lên đối với lớn lên khát vọng Tổng thống nước Mỹ bất ngờ bỏ mạng, điều này không nghi ngờ chút nào là một đại sự, không biết sẽ khuấy động nhiều ít dòng nước ngầm. Nhưng đối với gấu ngủ đông thị tộc mà nói, chuyện này cũng không có gì thực chất tính ảnh hưởng, chỉ ít tạm thời còn không có, mọi người sinh hoạt rất là bình tĩnh. Thời gian chỉ như vậy bình tĩnh trôi qua. Mã Tiếu đang đối với lớn lên trong khát vọng, dần dần vượt qua 3 năm thời gian con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới